ơi. Màn hóa thân điên rồ nhất, những giọng hát thật sự là tinh túy. Hát kiểu đó Việt Nam có mấy người? Tất cả sẽ thăng hoa vì một mục tiêu duy nhất: chiếc cúp mặt nạ vàng. Hàng loạt những ngôi sao đình đám sẽ được gọi tên: chị Thu Minh, chị Hồ Ngọc Hà. What? Em mà sai là em bỏ nghề luôn á. Em ngồi đi em sợ. Thật ơi, em mạnh hơn tôi luôn hả? Ừ. Trời ơi. Đêm nay hãy sẵn sàng để đi tìm câu trả lời. Ai? I know you. Đứng phía sau, đây là một người cực kỳ hot luôn. Mặt nạ I got it.
Không thể tin được thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có mặt tại đây, một bữa đại tiệc của âm nhạc và nghệ thuật, ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam. Wow, quá là tuyệt vời thưa quý vị. Chương trình The Mask Singer Việt Nam được thực hiện bởi VON và V-Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holding, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VON, kênh truyền hình HTV2, V-Channel và V-Giải trí. Chúng ta có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí VON để xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam. VON không thể rời mắt, hoặc có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, bung cùng nhạc trước. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Huy rất là vinh dự khi được có mặt tại đây và trong một chương trình rất nổi tiếng đã thành công trên 40 quốc gia và ngày hôm nay đã có mặt tại Việt Nam. Sân chơi của chúng ta sẽ quy tụ 15 nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng. Họ có thể là những nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và họ có thể là những nghệ sĩ trẻ đang dẫn đầu xu thế hiện nay. Tất cả sẽ có mặt trong The Mask Singer Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hội đồng cố vấn. Họ có thể được gọi là những thám tử hào nhoáng, tai nghe thật tốt, mắt quan sát đỉnh cao để phán đoán xem ai là người thực sự ở sau chiếc mặt nạ đó. Đầu tiên là MC diễn viên Trương Thần. Hãy dành những tràng pháo thật lớn để chào đón ca sĩ Tốt Tiên. Tiếp theo, đó chính là siêu nhân điện lực Huawei. Và hãy chào đón cố vấn khách mời trong buổi tối ngày hôm nay, ca sĩ diễn viên Minh Hân. Wow, vỗ tay thật lớn cho đón hội đồng cố vấn ngày hôm nay ạ. Huy sẽ nói không ngoa khi mà The Mask Singer Việt Nam sẽ là một chương trình gây tiếng vang lớn nhất trong năm 2022, bởi vì đây là một bữa đại tiệc âm nhạc. Và khi nhắc về âm nhạc, chúng ta phải có một ban nhạc top đầu hiện nay. Ban nhạc Hoài Sơ. Em hỏi hội đồng cố vấn một tí xíu, đó chính là thấy sân khấu của tụi em như thế nào ạ? Trấn Thành xin được chào toàn thể quý vị khán giả. Lần này tôi đứng đây với một chương trình ca nhạc mà được đầu tư như thế này, đó là một điều vinh dự. Thật sự phải nói là lâu lắm rồi mới có cảm giác một chương trình lớn, một big bomb đang chờ đợi để bùng nổ. Em nhá hàng sơ bộ cho anh Thành cũng như là hội đồng cố vấn được biết là chương trình chúng ta đã ấp ủ 2 năm và có hơn 200 con người làm việc liên tục chỉ để tạo ra 15 nhân vật với 15 cá tính khác nhau. Một lát đây họ sẽ xuất hiện với những bộ trang phục em phải nói là điên rồ nhất từng xuất hiện trên sóng truyền hình. Những tiểu tiết được làm thủ công hoàn toàn. Và ngày hôm nay thì tụi em rất là vinh dự khi đón hai bóng hồng tới đây. Chị Minh Hằng có tự tin vào khả năng nghe của mình hay không ạ? Không. Không. Hả? Rất thành thật, rất thành thật. Bây giờ em đã nói là tất cả các thí sinh đều là những người rất là gạo cội. Thì bản thân các anh chị đó đều có những kỹ năng để có thể giấu giọng. Thì chị nghĩ là chị không đoán được. Hả? Ủa? Thật ra là chương trình là ca sĩ mặt nạ, cho nên là sau lớp mặt nạ chúng ta không biết họ là ai. Cần những người ngây ngô như Minh Hằng để đảm bảo được cái độ bí hiểm của cái nhân vật đó. Nhưng mà Minh Hằng yên tâm, với một số người khi cái giọng trời sinh của họ ra mà đặc trưng thì họ hát kiểu gì cũng ra cái giọng của họ thôi. Đó là món quà của Thượng Đế ban đến cho họ. Và đó cũng là lý do mà họ nổi tiếng, họ trở thành những huyền thoại. Nhưng mà bên cạnh đó thì như hồi nãy em có chia sẻ là cũng có những nhân vật sẽ là những bạn trẻ đang dẫn đầu xu thế hiện nay. Yes. Đó. Cái đó mới khó đoán đó. Tiên ơi, lần đầu tới đây mang theo hành trang gì? Chị Hằng là ngây ngô, chị thật thà, nhưng em là một bề kinh nghiệm. Một bề kinh nghiệm luôn, là em rất là tự tin. Thưa quý vị, mỗi lần mà khi mà chúng tôi mở ra kết quả sai, chúng tôi sẽ
em là một B kinh nghiệm. B, một B luôn á, một A luôn á, các bạn rất là tự tin. Chúng ta sẽ phát lại đoạn này khoảng 15 lần để dằn mặt tóc tiên. Thế đây em đứng đẹp để mọi người phát cho ít ra là nhục nhưng mà nó vẫn đẹp nha mọi người. Thực ra là không, nhưng mà em tự tin là bởi vì chỉ cần em đã nghe cái giọng ca đó rồi thì chắc chắn em sẽ đoán được người đó. Em đã nghe rồi nha quý vị. Chương trình chuyên mời những giọng ca mà tóc tiên chưa nghe. Ngoài kỹ năng ra, mọi người nên tìm hiểu là format này á là ban nhạc sẽ cùng ca sĩ chọn ra những cái style nhạc mà họ chưa bao giờ hát trước đó. Đấy. Thì họ sẽ đá chéo sân, cho nên họ sẽ không thể thể hiện được cái sở trường của mình. Chính xác. Cho nên chúng ta cũng khó nhận biết lắm. Nhưng mà nãy giờ em để ý thấy chúng ta đang đứng gần một trong những nhân vật đặc biệt đã hóa thân từ đầu luôn. Chào em. Tôi bay lên trời à, tôi bay lên trời. Giật. Xin chào tất cả mọi người, mình là siêu nhân điện lực. Hôm nay mình tới đây để thay thế anh Huawei. Trời ơi. Có cách nào cho tờ giấy đi ra được không? Siêu nhân điện lực có mặt ở đây để tìm kiếm những cái bí ẩn ở đằng sau lớp mặt nạ. Chỉ có một điều khó khăn là theo siêu nhân điện lực được biết, trong vocalist có những người là nữ nhưng có thể hát giọng nam, có những người là nam có thể hát được giọng nữ. Nhưng mà không có ai mà giọng nam mà đi nói giọng cái người máy hết trơn á. Đó là siêu nhân điện lực. Cái giọng này mới giọng siêu nhân này, giọng siêu âm á. Để siêu nhân điện lực chỉnh lại một chút xíu. Bây giờ thì đúng ha, rồi, siêu nhân điện lực đã quay trở lại thưa các bạn. Cảm ơn, thời gian đã hết. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi sẵn sàng để bước vào trong buổi đại tiệc âm nhạc và nghệ thuật ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với The Mask Singer Việt Nam. Và bây giờ sẽ là nhân vật đầu tiên chúng ta vừa đăng quang ngôi vị hoa hậu của các loài mèo. Và ngày hôm nay, nhân vật ấy đã xuất hiện tại The Mask Singer Việt Nam. Bộ lông và ánh mắt của cô ấy sẽ thu hút tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau chào đón Miu Quý Tộc. Xin mời. Đẹp quá. Bộ trang phục rất cầu kỳ, theo phong thái hoàng gia, trang trí vàng và đính hộp thủ công cả ngàn hộp trên đây. Trời ơi, amazing, đẹp kinh khủng. Quá đẹp. Rất đẹp luôn á. Và bây giờ Huy sẽ mời tất cả quý vị cùng nhau đến với manh mối đầu tiên của Miu Quý Tộc. Tôi chọn hóa thân thành mèo bởi vì tôi thích ăn ngon. Thích ngủ muộn, thích quậy phá và thích bắt con sen phải hầu hạ vào mỗi buổi đêm. Thật tự hào khi chỉ tại Việt Nam, họ hàng nhà tôi may mắn có mặt trong đội hình 12 con giáp, tạo hóa cho tôi bản tính thông minh và sáng suốt. Thay vì rong chơi đùa giỡn suốt ngày, tôi sẽ chạy theo đam mê của chính mình. Rồi bỗng một hôm, tôi bỗng dưng trở thành một hiện tượng, và càng ngày tôi lại càng phát hiện bản thân trở nên cá tính và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Và rồi sau nhiều năm, tôi đã gặp phải một sự thất vọng khá lớn. Tôi thường lang thang trên các đỉnh núi, nơi có rất nhiều mây, ngồi hát vu vơ để ngậm nhấm nỗi buồn của chính mình. Con mèo này còn quá nhiều điều để chứng minh bản thân, và tôi muốn làm điều đó ở đây. Vừa rồi chúng ta thấy những manh mối như thế nào ạ? Xin mời chị Minh Hằng. Chị thấy lâu đài, câu cá,
Nhà thờ Đức Bà. Cái đó nhà thờ con gà mà. Ủa nhà thờ con gà nhà hả? Con gà trên Đà Lạt. Ồ. Chúng tôi không mời bạn đến đây để chị thấy những gì mà chúng tôi vừa thấy à. Bây giờ chúng tôi sẽ được đại diện cho người phụ nữ đã lấy chồng và an phận. Chúng tôi sẽ bước vào cuộc chơi tay đôi với con mèo này, ok? À, giọng bắt phải không ạ? Mỹ miều ngắt nghỉ đúng nhịp phải không ạ? Và tay chân từ nãy giờ luyến thoáng phải không ạ? Rất là giống như Hoàng Thùy Linh. Không. Và bạn ấy nói là bạn ấy trở lại gần đây, thời gian bạn này nữ tính và cá tính hơn bao giờ hết. Các bạn không. Có để ý là dạo này Hoàng Thùy Linh ra một loạt MV không? Sao kiếm chuyện tôi hoài vậy? Không. Tại vì em rất thân nên em biết từng điệu bộ của Hoàng Thùy Linh. Em ơi, để vào đây là người ta phải làm một cái gì đó để lừa em. Ừ. Không ai đi nói, thế giờ bữa nay có bạn tôi tới chơi, cái tự nhiên tôi làm những cái điều mà hàng ngày tôi làm để cho em lộ ra. Không có được. Nhưng mà cho em thắc mắc là tại vì em nhìn cái ống nhòm thì thấy là hai màu mắt, mỗi mắt một màu. Cái này là ý đồ hay là chỉ là cho đẹp, cho vui vơ thôi vậy mọi người? Ý đồ hết à. Một màu vàng, màu xanh. Đó là tượng trưng cho cái tên của bạn ấy. Hoàng là màu vàng, còn Thùy Linh, Lung Linh thì nó là nước, là màu xanh. Trời ơi, suy luận khó gì mà làm được luôn á. Yeah. Rất là logic. Tin thấy gì qua đã clip vừa rồi? Bạn nói là bạn đã từng là một hiện tượng, sau đó gặp một cái chuyện gì đó thất vọng, rồi lang thang trên miền núi hát ca bu vơ gì đó. Em là nghĩ tới Hòa Minh Di. Hòa Minh Di. Ê, có lý nha. Chết rồi, cái có nào cũng nha. Có lý nha. Hòa Minh Di rất là năng động. Nếu mà nói tới đây, trừ khi hát không phải thôi, thì chứ bây giờ thì Hương Giang cũng dính luôn. Dương Hoàng Yến thì sao anh? Anh nghĩ Dương Hoàng Yến không có năng động tới mức độ này. Hoàng Yến Chi Bi. Hoàng Yến Chi Bi thì hợp lý hơn. Vui Vui, bà nghĩ tên gì ạ? Cái cử chỉ mà điệu điệu giống như vậy nè, rồi còn mê nhiều đồ ăn á, thì em nghĩ có khả năng là một người rất mê ăn và rất mê nấu ăn và làm vlog về nấu ăn, đó là Bích Phương. Bích Phương. Bây giờ sẽ là tiết mục biểu diễn của Miu Quý Tộc. Hay quá. Rơi rơi là ngày mà anh xa tôi, đôi hoa cho ai mà rồi người đâu không tới. Sao anh không một lời dặn trước với tôi người ơi. Em biết ai luôn rồi. Đang ngắm núi về nhìn từng hạt mưa bay bay, đụng về thì sai mà lòng người như chia hai. Không ai khô lạnh lại, đành cứ thế đi miệt mài. Giọng rất quen. Em nào đâu có nhau,
đầu tiên về Miu Quyết Tộc ạ. Chó rồi, ấn tượng tới hai tên rồi, trời ơi. Trời bị thôi miên luôn á. Rồi, xin mời tất cả, hãy bỏ vào hòm thư phía trước mình ạ. Xin mời. Thưa hội đồng cố vấn, ngoài cuộc thi của những nhân vật trong The Masked Singer Việt Nam, chúng ta có một chiếc cúp danh giá thứ hai dành cho hội đồng cố vấn, đó chính là chiếc cúp tai vàng. Chiếc cúp tai vàng này phụ thuộc hoàn toàn vào một mẫu giấy mà mọi người vừa viết. Với mỗi lượt đoán đúng của hội đồng cố vấn sẽ được cộng 1 điểm. Và sau 15 màn chào sân của những nhân vật chúng tôi, ai cao điểm nhất sẽ là chủ nhân của cúp tai vàng. Và chiếc cúp này chúng tôi đặt độ tuyệt mật của nó lên cao nhất có thể. Vì thế chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng quốc tế VIB, ngân hàng những đầu xu thế thẻ, để cất giữ những phong bì này trong két sắt của ngân hàng VIB. Ở đây chúng tôi được trang bị hệ thống bảo mật AI vô cùng tân tiến và không bao giờ rời mắt bởi biệt đội áo đen cool ngầu. Chúng tôi sẽ công bố sau khi mà có một nhân vật nào đó lộ diện ở mỗi vòng thi. Xin mời hội đồng cố vấn, anh Trấn Thành. Trời ơi, đây là lần đầu tiên mà tôi phải nói là tôi mất tự tin luôn á. Tại vì cái người này á, hát rất là hay nha, rất là tình cảm, xử lý bài tốt. Bạn hát như là bạn nói luôn, chứ bạn không có cố gắng để mà ngân theo cái nốt nhạc. Đó là cái cách hát mà gần đây tôi thấy là quốc tế người ta thường xử lý như vậy. Chắc chắn bạn này phải nằm ở cái khu genius, phải là cái người ở cái tư duy trẻ mới hát như vậy. Cái thứ hai là cái voice bạn này rất là đẹp. Nó có thái độ của R&B rất là nhiều. Hồi nãy bạn cất lên vài câu đầu, cái âm sắc bạn rất giống Vũ Cát Tường. Nhưng tôi nghe tới giữa bài tôi thấy không còn nữa. Bạn hát khác Tường nhiều quá. Tự nhiên trong đầu tôi lú lên, một là Orange, hai là Sophia, và người thứ ba nữa là một cái người mà có lẽ bạn còn trẻ, nhưng mà cái cách bạn chọn nhạc hơi nghệ thuật chút xíu, cho nên bạn chưa gần công chúng lắm. Nhưng mà tôi biết bạn, mà bạn hát rất hay. Đó là bạn Vũ Thảo My. Bạn hát live cực kỳ tốt luôn. Tôi đang khoanh vùng ba cái người đó, còn ngoài ra thì tôi chưa có thêm dữ liệu. Khi mà em nghe những cái câu đầu á, thì em nghĩ tới một cái tên của một cái bạn được khán giả trẻ bắt đầu yêu thích trong thời gian gần đây, đó là bạn Hà Nhi. Nhưng mà sau đó nghe kỹ lại thì cái màu giọng bạn này quá đẹp. Cái cách ngân nghỉ ngắt nó rất là US UK luôn. Và khi mà em bắt đầu sắp xếp lại các dữ kiện trong cái clip VT hiện tượng gây thất vọng rồi lang thang miền núi này nọ, thì em đã có trong mình một cái tên rồi. Nhưng em được quyền giữ bí mật cái tên này được không? Chưa chắc đã là cái sự lựa chọn của Tiên là đúng nha. Cứ thoải mái. Cái option của em là bạn Vũ Thảo My. Thảo My. Ê, vậy là giống anh luôn hả? Còn chị Minh Hằng, hồi nãy em thấy là chị giật lớp 3 lần, nổi da gà. Nói một chết. Hồi ơi, em thấy hay Hằng quá. À, dạ hay quá. Hay quá nên không có kịp phân tích. Cái gì vậy? Đó. Gì vậy?
ha, mời vô coi hát ha. Ừ, em tiền ghê. Em ngồi có một số mà cho em tận hưởng đi anh. Bên này là cố vấn hay cố chấp vậy? Em biết đâu, em thì là MC thì em tận hưởng thì đúng. Tại em. Dạ sao chị em? Thấy cái mặt em phê quá, người ta cũng giống em. Ủa? Thấy tưởng được nước làm tới. Không, lúc đó mặt Huy đâu đây, em đâu có nhìn mặt Huy đâu, nhìn mặt anh mà. À. Ủa vậy hả? Cái mặt anh vô đúng không? Cái mặt anh ngu lắm, anh ngồi đúng nghe rồi. Căng não ra. Sao em thấy sao? Phê. Ồ phê hả? Thật ra lúc đầu thì em đưa về cái biên độ là người miền Bắc. Tại vì cái phát âm như là cách nhả chữ có vẻ như là Yến Lê. Em đã từng fix với là Yến Lê rồi. Yến Lê cũng đã từng hát bài này. Hát chơi thôi, hát chơi thôi. Thì em đã từng nghe thì em thấy Yến Lê với Hằng Lê. Dạ. Hằng Lê. Dạ. Nên là em thấy là có thể là Yến Lê. Cũng là một cái đúng tên rồi. Đấy. Quy thấy sao? Dạ anh Thành, em thấy qua phong cách thì đây là giọng ca trẻ đầy nội lực ấm, chỗ cao trào làm em đứng dậy là muốn bật ghế luôn á anh Thành. Một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên nỗi sao anh ngốc quá. Và cái giọng này nó cũng đang trend lắm. Em cũng có suy nghĩ tới Phương Ly hoặc là Lily. Không, nhưng cách xử lý bài hát này cách không xử lý không phải vậy. Có thể là người ta cố tình làm cái điểm đó để cho mình nhận ra sai. Vâng, thì cũng thêm... có thể. Bây giờ hỏi nè. Milk ơi. Bình thường khẩu phần ăn của Milk là gì? Lời đầu tiên là xin chào đàn trai và đàn gái rất xinh đẹp trong ngày hôm nay à. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Huy. Wow. Bác thật à? Người bác. À, sau đây em xin nói giọng miền Nam. Chết chưa? Này nhá, không chơi cái kiểu mà giờ trò đấy đó. Khẩu phần của em á là em không có ăn thịt chuột. Em là em ăn đồ sống. Mà đồ sống á là phải tươi, phải ngon. Là thích ăn sushi. Ê. Dạ đúng rồi, chị Tiên hiểu em. Mèo. Ôi. Mèo. Hồi nãy mà không nghe cái giọng là tôi nói Hòa Minh Di đó. Ừ, thiệt. Milk ơi. Dạ. Em có thi cuộc thi âm nhạc nào chưa? Quý tộc nên là em không có thi chương trình nào hết trơn. Em tự bỏ tiền tổ chức rồi em tự thi. Ủa sao cái chỗ này giống Thúy Nga quá vậy? Nói qua cái giọng mình nào luôn rồi đó. Đoạn đầu nói nó suông, đoạn này ngon ngắt chữ nha. Em vô tri mà, chắc gì em. Em vô tri. Em vô tri mà. Mà Vũ Thảo My đâu có lanh dữ vậy. Ừ, chính xác. Tự nhiên cái làm cho cái sự suy luận của mình nó bị trớt quớt luôn vậy. Ừ, vậy em, mà nãy em... nói chuyện còn lấy hơi lên nữa. Em ơi, bình thường em có tập thể dục không? Dạ, anh nhìn cái body của em, anh có thể đoán được mà. Anh hỏi câu nào khó hơn đi ạ. Chồng eo 56 là có tập mỗi ngày 4 tiếng. Dạ, hôm nay em ngồi trong chương trình nên em uống với ăn hơi dịu. Chứ bình thường là eo của em Ngọc Trinh thua em một số. Là 55. Thôi, ứng biến cực kỳ nhanh. Mà cái dọn hơi nhiều nó bị hột nha. Dạ, hôm nay em chồng hơi khang. Khang kiểu này vậy là chị Hồ Ngọc Hà rồi. Trời ơi. Thôi tao bỏ xứ tao đi luôn trời ơi. Tiên có nhận xét khác. Khoan, nhưng mà em tức quá. Là thí dụ như mặt đầm đẹp rồi dương miệng lấp lánh này, em đồng ý, em hết sức là ngưỡng mộ cái bộ trang phục này. Nhưng tại sao lại là mắt vàng mắt xanh? Có ý nghĩa gì? Trả lời. Tại vì em biết anh Thành và chị Tiên có nuôi mèo. Và anh Thành có một con mèo hai màu mắt. Đó là màu giống con mèo trên sân khấu. Chết chưa. Mèo. Đúng rồi. Sao nó biết chuyện nhà mình? Anh up hết chuyện nhà anh Linh. Trời ơi, cái đoạn cuối em sub luôn nha. Mèo, hai người bất ngờ chưa. Ôi chết rồi, tự nhiên cái phán đoán của em nó chết quất. Chết rồi. Như vậy là thân quen. Em,
Thật ra anh có một cái option này, nhưng cái giọng không phải là người này, nhưng mà cái cách nói chuyện là phải là con người này. Nó ngang ngược mà nó láo cá. Anh sẽ giữ cái tên này, anh sẽ viết vào tờ giấy nộp cho ban tổ chức. Nếu như cái kết quả này sai, coi như sai. Còn nếu cái kết quả đó đúng thì sao anh? Nếu kết quả đó đúng thì thôi, vui thôi. Có nghĩa tại vì anh lỡ nộp kết quả của anh trước đó rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là trong showbiz không mấy người mà có khả năng chém gió kinh dị như cái bà Milk này đâu. Tôi giận bà lắm. Mặc dù cái giọng này á nha, tôi nói thiệt, nếu mà hát được như vậy á, là dạo này bạn này phải đi luyện dữ lắm mới ra được cái giọng này á. Dạ vì hôm nay giọng em khác. Ngày bình thường giọng em trông như Amy. Giọng như Amy. Hay là mình đừng lật mặt em, để em vào vòng trong em hát cho mọi người nghe. Ok. Trời ơi, ghê quá, nó ghê quá em ơi. Bây giờ thuyết phục luôn. Cái gì nó cũng biết anh. Anh Thành, dạ? Anh có chắc chắn sự lựa chọn thứ hai của anh hay không? Anh có khoảng 80%. Nếu như tụi em mang cái tấm phiếu này của anh vào trong nơi tuyệt mật tụi em giữ lại. Dạ. Nếu đúng thì vinh quang. Dạ đúng rồi. Nếu sai, anh mời cả phim trường ăn. Được. Nhận keo. Nhận keo. Xỉu. Cho anh vô uống nhiên thuốc nhức đầu cái này. Nãy anh bị ai nói điên nước hùng không phải anh? Mọi người ăn không mọi người? Bên kia mọi người có ăn không? Rồi như vậy chúng tôi chốt kèo. Cảm ơn Tiến Thành ạ. Cái gì vậy? Trời ơi. Nhanh gọn lẹ. Chơi. Chơi tới luôn. Ủa anh Thành. Hả? Có khi nào là do đứng sau lớp mặt nạ cái sự tự tin nó trỗi dậy đúng không? Đúng rồi, không có em. Tự tin với bị khùng hai cái nó khác nhau. Em tin anh đi, tại vì cái này là nó là thành tinh luôn rồi, không còn là con miêu nữa. Em rất là đa nhân, cái tập sau sẽ khác. Đó, bữa dạ, nay nghĩ cho vào tập sau. Nói tập sau có nghĩa là giả bộ kêu khán giả mình chọn nhưng mà tập sau hả? Loại. Ôi, loại bạn này của em. Loại. Nhưng mà xí. Nếu như mà nhân vật em nghĩ đúng thì phải nói tiếng Anh rất là hay. Do you English? I cannot speak English. I cannot speak English. Mì khà mì khòi. Thà lãm mà khà. Thà lãm mà khò nà khà. But my attitude is very awesome. Nè, cái giọng mà không biết nói tiếng Anh á là mấy cái từ như attitude hay là awesome không phải là sử dụng nhiều nha. Đúng, đúng, cái này là giỏi á. Rồi, chúng tôi đã đủ dữ kiện cho Miêu Quý Tộc rồi. Chốt tên, tóc tiền. Hà Nhi. Hà Nhi, anh Tiến Thành là ai ạ? Orange. Orange. Chị Minh Hằng. Dương Hoàng Yến. Dương Hoàng Yến. Bích Phương một cú lừa. Chốt. Tôi cảm thấy là hội đồng cố vấn vẫn đang mông lung lắm. Nhưng chưa chắc chắn điều gì đâu. Tức quá, bị tức. Tức con mèo này quá. Cảm ơn Mi Quý Tộc đã làm cho bốn người cố vấn chúng tôi như bốn con rối. Họ không biết đây là ai cả. Nào, biệt đội áo đen cú ngầu hãy hộ tống Mi Quý Tộc vào trong để nghỉ ngơi. Xin mời. Thành kỳ lắm nha, cứ đòi lại miêu hoài. Lại miêu rồi, The Masked Singer lấy ai mà mèo 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 nữa đây. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Chào mừng quý vị quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Thông báo cho tất cả hội đồng cố vấn một manh mối nữa, đó chính là những nhân vật của chúng tôi đã đoạt được rất nhiều giải thưởng. 40 giải cống hiến, 30 giải làn sóng xanh, 20 giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc, 19 giải thưởng nghệ sĩ gạo cội, còn rất nhiều giải thưởng chúng tôi không tiện liệt kê ở đây. Nói thiệt hay nói giỡn vậy anh? Dạ thiệt. Giải thưởng hay nước giải khác mà một đống vậy hả? Nhiều lắm. Cái này chỉ là mở màn thôi. Không có là tôi cho anh giải lao luôn nha. Ừ. Nhưng mà trong đó có cả đề cử nữa. Nhưng mà trong đó có cả đề cử nữa.
đề cử cũng là vinh dự rồi. Cũng là những người thuộc dạng là top 1 rồi. Đó, và thưa quý vị, vào đúng 20 giờ tối đêm nay, một phi thuyền đã tiếp đất tại trạm không gian của The Mask Singer Việt Nam. Đó chính là phi hành gia Heo. Em nghĩ nha, nhân vật này phải trên 2m. Tại em 75 rồi, mà giờ cao hơn em hơn một cái đầu. Cái đôi kia nãy giờ thấy bạn ra đi cũng hơi khó khăn, chắc là bên trong cũng có độn thêm. Với là cái đầu nó cũng dài hơn, nhiều khi cái đầu thiệt nó ở cái cổ thôi. Ê, vậy có chừng là người trời thiệt luôn. Ê, cái đầu thiệt nằm ở cái bình ác quy thôi mấy anh chị ơi. Dạ. Bình dưỡng khí của em. Tôi sẽ có những tên sau đây, những người cao như vậy nha. Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Nguyễn Phi Hùng. Wow. Nguyễn Phi Hùng. Nhìn bự con cũng có thể là anh Trương Thế Vinh đó. Đúng luôn. Đúng rồi. Lần này thì Quy đúng. Đúng. Hoàng Tu Li Vơ. Không, người ta đang enjoy ở nhà mà anh cứ méo méo vô làm chi vậy? Để Hoàng Phi đó. Hoàng Phi. Bây giờ khoan nói về ngoại hình đi nha, tại vì nãy giờ nói về quá trời giải thưởng. À, Đan Trường. Không anh. Không. Tại vì thí dụ giải làng sóng xanh này nọ thì có, nhưng mà em thấy cái người mà giải thưởng mà cống hiến rất là nhiều, nhiều nhất Tùng ở đây. Tùng Dương. Đúng rồi, chỉ có Tùng Dương là có nhiều giải thưởng cùng cống hiến nhất thôi đó. À, Tiên phân tích là cũng có cơ sở nha. Cái nhân vật này rất nghiêm túc nha. Nãy giờ mấy anh em mình phân tích kiểu gì đi nữa vẫn đứng một chán một. Ngọt thở nó không nói nó chứ. Anh đen vâu không ta? Mở nhạc lên rap cái nó xỉu liền nha. Ê cha. Rồi rồi, bây giờ là mình cái nhìn đầu tiên rồi ha, về ngoại hình nha. Bây giờ là chúng ta cùng nhau đến một clip về cái hành trình du ngoạn hành tinh của phi hành gia Heo. Xin mời. Tôi chọn làm phi hành gia Heo vì tôi thích chu du, khám phá những vùng đất lạ. Quan trọng nhất là trở thành một phi hành gia đẹp trai nhất trái đất. Biết ai rồi. Tôi lớn lên trong một khu phố nhỏ, được bao quanh bởi những giai điệu độc đáo từ các cô, chú, nhạc sĩ heo lão làng. Những giai điệu này như những cơn mưa ngang qua, đánh thức trái tim tôi, trở thành niềm đam mê và tôi khao khát được theo đuổi nó. Nhưng bố mẹ tôi lại không thích điều này. Tôi muốn được sống với đam mê, quyết định rời xa những định hướng của gia đình để theo đuổi ước mơ cực lớn của cuộc đời. Tôi độc hành qua những vùng đất khác nhau để tìm kiếm số phận của mình và hạ cánh đến một hành tinh mới. Ở đây tôi có thể thoải mái tự tạo nên những giai điệu của chính mình. Mỗi chuyến hành trình đều đem đến cho tôi một bước ngoặt cuộc đời. Và tôi tin là khi đến với chương trình này sẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi. Tự tin nữa rồi. Sao tự tin như vậy ta? Nói nghe coi, nói biết gì, nói nghe không, thử không. Đã chắc chắn là một chàng trai đã có gia đình. Đó, nói thế thôi, đó, nói thế thôi. Chi tiết này hay nè. À, đã thành gia lập thất rồi à. Chữ ca, chẳng lẽ anh Đăng Khôi, ca Sim Hoàng Vũ, hoặc là Phạm Anh Khoa. Wow. Được nha. Chị Hằng, chị thấy dữ liệu gì ạ? Chị thấy một dữ liệu rất là lớn đang hình tới chị. Đó là con heo. Có gì sâu sắc hơn không? Chị nói vậy sao em cứu chị? Trời ơi, anh Bắp hay quá, anh Bắp hay quá Bắp ơi. Chị kết bài giùm em được không? Chị mở ra chị lửng hoài. Thì có chứ. Có thể nào là Châu Đăng Khoa không ta? Ủa, Châu Đăng Khoa cũng cao nha. Châu Đăng Khoa cũng cao nha. Châu Đăng Khoa được nha. Nhạc sĩ em thấy là có những nhạc cụ để sáng tác nha. Đúng, Châu Đăng Khoa hay nha. Một người nữa mà chúng ta chưa nghĩ đến mà chưa bao giờ nghe luôn. Ca Rít. Ồ,
Dạo này em thấy Garrick tập gym nhiều lắm. Nó tập nhạc nữa. Không, Garrick nó đâu có đứng tướng gì đâu. Ủa mắc cười quá. Cái miếng đó, cái miếng đó vậy nó phải đứng vậy thôi chứ làm sao. Đó, chị Hằng có cái tên nào không ạ? Thôi, mình cứ đưa, hát đi. Cảm ơn chị Minh Hằng. Dạ thưa quý vị, chúng ta cùng nhau đến với tiết mục vô cùng đặc sắc của Phi Hành Da Heo. Trời ơi, nghe muốn ăn các bạn. Nghe thèm hủ tiếu quá. Bánh mì xíu mại nữa. Trời ơi. Vài lần đón đưa, vài lần đón đưa, vài lần đón đưa, vài lần đón đưa. Ai đi theo em mấy lần phố mưa, mưa bay theo em áo dài đón đưa, hồn tựa là mưa, mưa vọng. Ai đi theo em mấy chiều phố xa, hương hoa bay vây lối về biết tha, lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi trên mi, vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín. Vài lần đón đưa, hương quen, hương gió bay qua, đâu nghe chiều nào bước chân vô tình người không đến. Vài lần đón đưa rồi quen, hồn nhiên đến gọi muộn phiền, chiều nay thoáng nghe lẻ loi. Theo em áo dài đón đưa, buồn tựa là mưa, mưa vọng hát. Ai đi theo em mấy chiều phố xa, hương hoa bay vây lối về biết tha, lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng trên phố mưa rơi triền miên, vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín. Vài lần đón đưa đường quen, hương gió bay qua lòng em, chiều nay bước chân vô tình người không đến. Nhạc Hoài Sa, xin mời đi ngay ấn tượng đầu tiên, xin mời ạ.
anh Thành đừng có đứng sau em. Anh không muốn sao em nào, đâu. Biết chúng luôn. Ta hãy tốc độ lên nào. Ai sẽ là người dẫn đầu? Bỏ vô luôn nè. Nhanh em quá. Em là người đầu tiên nhận ra luôn cho nên là đây. Rõ ràng quá rồi. Đây là lúc chúng ta cần tốc độ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Xin mời hội đồng cố vấn phán đoán của mình xem. Khi mọi người đưa nhân dạng rồi các cái video clip có những sự lọc lừa một cách cố tình ở trong đó thì tôi còn lẫn lộn được. Nhưng khi ôi âm thanh ấy phát ra thì ta đã có đáp án rồi. Thường các bạn để ý là tớ chỉ để ý mascot từ cần cổ trở xuống. Tớ sẽ để ý cái cử chỉ điệu bộ, những cái hành động vô thức của họ khi họ hát. Các bạn thấy tại sao tôi có thể nhái được người này người kia, đó là do tôi để ý động tác của họ. Ví dụ chị siêu black là bắt đầu, hay là thay trên bằng một đôi son bắt đầu. Là chào chị siêu black là sẽ kéo vô. Dạ vâng. Còn chị Mỹ Linh là chẳng thể nào xa mãi, chẳng thể nào quên mãi. Còn chị Hồng Nhung là Hà Nội mùa thu cây cá ngồi vàng. Bùm nà, bùm nà, đúng không? Còn chị Thanh Lam sẽ làm bài hát chiêm trống nói nhớ một ngày bình yên. Đúng không? Đúng không? Mỗi người có một cái cách thể hiện động tác người ta không giấu được. Đó là thói quen mà, tại vì người ta lên sân khấu người ta phải làm những cái đó thôi. Cho nên tôi cũng đã để ý được cử chỉ của nhân vật này. Cái gì mà tôi quá sure thì tôi sẽ không nói ra để cho mọi người còn được vui. Ok, xin mời mọi người còn lại. Em thực ra là cũng rất là sure, tại vì em sure từ những cái dữ kiện chưa nghe giọng hát bạn này luôn. Thứ nhất là giải cống hiến, thứ hai là ba mẹ không có ủng hộ theo đuổi cái con đường nghệ thuật mà là phải đi học một cái ngành khác. Thì những cái dữ kiện nó cộng lại, và đặc biệt là với cái chiều cao này nữa thì em cũng rất là sure nha. Tại vì mình nói 100% người ta nói mình kiêu ngạo thì mình chỉ có 99,9 thôi. Cái đó là khiêm tốn mà em. Cái đó khiêm tốn. Nhưng mà again, em cũng sẽ bắt chước anh Thành, hai anh em sinh đôi mà, cho nên bắt chước nhau là em cũng sẽ giữ cái option cho riêng mình. Em cảm thấy có một cái vấn đề á, là mình hỏi bên đó, cái bên đó nói là tôi biết rồi, chắc chắn là cái này, chắc chắn là cái kia, nhưng mà tôi không nói. Bên này mình cũng biết rồi luôn, đúng không? Đúng rồi, mình biết rõ ràng đúng không? Đúng rồi. Thật ra tiết mục đầu thì thực sự mình cảm thấy mình rất là ngu nghê, nhưng riêng tiết mục này mình cảm thấy mình thật là tinh tế. Nói thử ra xem nào. Wow. Cho một cái tên. Em biết tính chị em, diễn cái nét này là không biết gì đâu. Đừng em. Minh Hằng đã bắt đầu lây tính nó từ Huawei rồi đó. Không mà, em biết thiệt. Em nói thử coi tôi nghe coi. Em đẹp. Chứ em đâu có điên. Anh không nói mắc gì em nói. Em đẹp thì anh đồng ý. Em điên hay không coi lợi. Tôi thích mấy cái giọng mà tự tin này lắm. Em biết sao không? Anh Mỹ Tiên không nói là vì anh Mỹ Tiên phải ngồi đây rất là nhiều số nữa. Cho nên em là khách mời, em thử nói đi. Tại vì thật ra là cái độ nhận diện của người ca sĩ này ở trên sân khấu thì rất là khó nhầm lẫn. Lúc đầu á thì Hằng có lan man giữa hai nhân vật, và mình có nghĩ á là nhân vật này đang cố gắng tay chân không có linh hoạt ở trên sân khấu, tại vì cái nhân vật còn lại thì là một người nhảy rất đẹp. Đâu, hai option lúc đầu của em là gì nào? Hai option lúc đầu của em là Vũ và Nguyễn Phi Hùng. Nhưng sau khi xem cái trình diễn thì Minh Hằng chắc chắn 100% là Vũ. Thông tin như vậy, mọi người thấy cái tên là biết một cái manh mối rồi. Tại sao không phải gọi là heo phi hành gia mà phải gọi là phi hành gia heo? Có thể đây là hai món ảnh thích. Bắp thật là tinh tế. Phi hành và da heo là hai món người này ăn hàng ngày để có được body như vậy. Giỏi giang. Anh heo thân mến, có phải hai món sở trường của anh là hành phi và da heo không? Dạ, lần đầu tiên em xin chào mọi người ạ. Hai cái món đó là hai cái món đó em thích nhất ạ. Wow. Vũ có nói giọng này không hả? Wow. Thấy chưa? Em rất là quả quyết và khẳng định nè. Này cũng là phi hành da heo, kia cũng là heo. Nhưng mà trả lời khác quá. Đúng rồi, trời ơi má ơi. Bắp ơi bắp, bắp làm ơn hỏi cái người mà xạo xạo mà ăn ké giùm anh đâu. Hỏi giùm luôn. Chết cái tờ của tôi rồi. Bảo mật đồ he. Trời ơi. Tên gì? Dạ, để tránh bị nhục và quê thêm,
Em xin phép thú tội, thì ban đầu em nghĩ bạn này có thể là một trong những người bạn mà em quen biết. Đó là bạn Cường Seven. Cái tự nhiên đụng cái bạn hát cái giọng khàn xuống. Cái em mới suy nghĩ chắc là anh Tuấn Hưng. Bởi vì anh Tuấn Hưng á, ảnh cũng là bảo lưu cái việc học của mình. Sau đó vì ca hát rồi anh không học nữa. Đó, em ghi vô vậy luôn. Em cho như vậy, cái cho tới khi phi hành gia heo trả lời anh Phát. Em thấy rồi, ôi. Nãy giờ mọi người đang phân tích một nhân vật, nhưng mà khi mà phỏng vấn về phi hành gia heo là thấy sai sai nha. Bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Vâng ạ. Bạn phi hành gia heo, ngoài công việc làm ca sĩ ra, bạn có làm thêm nghề tay trái nào không? Như kinh doanh chẳng hạn. Dạ, ngoài ca sĩ ra thì bình thường thì em không làm gì mấy. Em có chỉ đi bay bay giữa các hành tinh này sang cái hành tinh khác rồi. Ê, bây giờ hành tinh này sang hành tinh khác giống giống công viên là bên Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đó cái. Phi hành gia heo. Cho mình biết cái dòng đây là dòng thiệt không á? Dòng thiệt luôn. Giả bộ nói giọng Bắc coi. Không biết nói giọng Bắc. Giọng miền Trung mà. Chết rồi, tôi sai. Ủa? Chết tôi. Ơ hay. Hồi nãy là nói giọng Nam xong rồi giọng miền Trung. Dạ, cho em hỏi có đúng là bạn đã có gia đình đúng không ạ? Dạ, không ạ. Chị tìm được vợ em đang ở đâu thì chị cháu về cho em đấy. Vợ em ở nhà em chứ sao hỏi chị? Heo ơi, heo miền Trung nha. Miền Trung. Heo miền Trung là mình sai rồi nha. Băng tim, băng tim. Chết cha, tóc tiên đúng hả? Chết rồi, tôi sai nha. Nhưng mà bây giờ là thấy là trên hội đồng đang bị lo nha. Lo. Đó. Hỏi tiếp, heo. Heo đã từng quen một người trong nghề đúng không? Heo thở dài. Xin thề là bao nhiêu năm chu chưa ở trên hành tinh là chưa gặp người nào ở trong nghề. Em biết rồi. Em biết rồi, heo ở một cái nơi cũng rất là hẻo lánh, kiểu miền quê luôn á. Nhưng mà mọi người có nhớ dữ liệu là heo có một thời gian là heo lên cái khu vực núi, núi không? À. Rồi núi không? Xong rồi cái đàn guitar. Đúng rồi. Có rất là nhiều chữ K. Đồ chắc ông ca sĩ Hoàng Vũ á, trời trời. Em nghi lắm nha. Có rất là nhiều chữ K cho nó luôn á. Ca sĩ Hoàng Vũ là trăng đó, trăng rồi nó có trăng rồi đó. Miền Trung mà. Đó. Chém to kho mặn là giọng anh ca sĩ Hoàng Vũ đó. Còn cái này nó rất là mềm và soft và ấm. Sao kỳ vậy ta? Ban đầu thì em có đoán là bạn Nguyễn Trần Trung Quân. Tại vì cũng là một người có chất giọng cũng như là kỹ thuật và background về âm nhạc rất là tốt. Nhưng mà khi nghe hát cái với cái chất giọng này đó, nó là em liên tưởng tới một người cũng đã có gia đình. Đó là anh Lân Nhã. Lân Nhã là sai. Anh cảm giác Lân Nhã là hát giọng sẽ ngắt nghỉ gãy gọn hơn. Và cái giọng sẽ trầm hơn nhiều. Em tin là giọng nói chuyện nãy giờ không phải là giọng thiệt luôn. Đang giả bộ luôn. Bây giờ tôi không biết tôi có nên nói cái option mà tôi đã ghi trong tờ giấy. Nói đi anh. Nói thử coi anh. Nói đi anh. Trước khi tôi nói, tôi muốn biết đáp án của Huawei trước. Được phê. Anh Trấn Thành, sau khi tổng hợp lại tất cả các cái dữ liệu và biết bạn heo ở miền Trung và bạn heo ở miền quê và cái giọng nói như vậy, em chỉ có thể suy nghĩ tới một hiện tượng mà có giọng ca như vậy hôm nay lên sân khấu này để thi. Đó là bạn Xôi Y Tiết. À, Xôi Y Tiết. Cái giọng nó cũng mỏng như vậy nè. Mà có một lần á, bạn làm một cái bài nhạc đếm số á, nhạc của bạn á, được tất cả các cái nghệ sĩ ở trên quốc tế họ hát theo luôn. Justin Bieber cũng hát theo, Snoop Dogg hát theo, Wiz Khalifa hát. Đúng rồi, đúng rồi. Và giọng của bạn rất là đặc trưng, cái giọng nói này nè. Mà bạn chưa bao giờ tiếp xúc với cái người nghệ sĩ vì bạn ở vùng núi mà. Có thể đây là một cái điểm bất ngờ mà chương trình muốn đem tới. Khẳng định là vậy. Khẳng định là vậy. Bây giờ tôi nói đáp án của tôi cho mọi người cùng thử trải nghiệm thử nhá. Tôi nghĩ người này là Quang Trung. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Quang Trung à? Yes. Wow, cũng cao. Chất giọng đó là của Quang Trung. Cái cách nó ngồi nó hát, cái tay nó để như vậy mà nó để yên như vậy là của Quang Trung. Vài lần đón đưa em về, nụ cười giấu kín. Cố tình nó đứng yên để đánh lừa mọi người. Bình thường nó sẽ sôi nổi, nó sẽ hoạt bát. Thì bây giờ phải yên lặng chứ. Và gặp người quen nữa, cho nên sẽ phải lừa. Nhưng mà gật đầu lia lịa kìa anh. Nhưng mà quan trọng là bạn ấy nói cái giọng là giọng miền Trung mà trung thật luôn á, chứ không phải là cố tình đâu. Phi hành gia ơi, có phải Tiên và phi hành gia đã từng cùng nhau tham dự
một lễ trao giải. Theo như cái trí nhớ của Hiền Gia Hia là chưa. Chị thề luôn kìa, thề ba ngón luôn kìa. Là của Phi Hành Gia là chưa, nhưng theo trí nhớ của Tiên là lúc đó Phi Hành Gia ngồi cùng hàng với nhau mà ngồi cách Tiên mấy người đó. Nếu có đi cùng cái cả Tiên ấy, có dám ngồi ở phía sau. Phía sau nè. Nguyên Anh lùi bước về phía sau. Không lùi bước về phía sau nè. Trời ra thành Subin Hoàng Sơn bây giờ đó. Ủa cũng có thể đó chứ bộ. Ô cho cái nhân vật này gây tranh cãi quá, Gia Heo ơi. Wow. Như vậy từ đầu em thấy sự quả quyết trên gương mặt của bốn người trong hội đồng cố vấn. Và ngay bây giờ chúng tôi thấy gương mặt hoang mang trên họ. Dạ đúng. Em nói rồi, chưa chắc cái người mình nghĩ qua giọng hát là đúng đâu, phải nghe giọng nói nữa. Dữ liệu đang bắt đầu mơ hồ dần rồi. Bây giờ chúng tôi chốt tên lại. Quơ quy, bạn dựng quả quyết, đây là suy tiết. Có thể, không có cái gì chắc chắn. Khẳng định là vậy, khẳng định là vậy. Sau một thời gian gầy độ hết mạnh miệng. Chị Minh Hằng, gia đình heo. Vũ. Vũ. Không thể thay đổi. Anh Chiến Thành. Anh chưa có gì ngoài Quang Trung. Quang Trung. Tóc Tiên. Cái tên đầu tiên là Lân Nhã, nhưng mà tại hồi nãy nghĩ tới giải thưởng này kia thì em lại nghĩ thêm Subin Hoàng Sơn nữa. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Dạ thưa quý vị, phi thuyền của phi hành gia heo sẽ về một hành tinh khác của mình. Tới giờ về hành tinh. Tới giờ khởi hành rồi. Nào, xin mời biệt đội áo đen cun ngầu ra hộ tống phi hành gia heo về hành tinh của mình. Xin mời. Wow, phi hành gia heo cảm thấy rất vui vì đã có một màn chào sân khá là tuyệt vời. Và tất cả những phán đoán của hội đồng cố vấn dường như đã đi hơi quá xa rồi đấy. Mọi người muốn biết heo là ai ư? Hãy chờ đợi heo ở vòng tiếp theo nhé. Bởi vì cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và tiếp theo sẽ là một nhân vật. Đây là một nhân vật rất hay đi xuất ngoại. Và mỗi lần xuất ngoại là mang giải thưởng về. Đặc biệt vô cùng vui tính và rất thân thiết với chúng ta mỗi ngày. Xin được giới thiệu, đó chính là Trang Lúa. Trời ơi, bước ra toát mùi tiền. Vàng vàng là tiền anh. Mà quăng kiểu đó bây giờ nè. Em nghe cái tên người ta thôi là em biết cái tài chính người ta ra sao rồi. Chàng lúa là gì? Chúa làng. Chúa làng. Chúa làng. Trời ơi, chúa trong làng tiền không? Trang phục cũng toát mùi tiền nha anh. Đính hạt, đính cái đường mai bằng vàng. Lấp la, lấp lánh. Mà cái mặt rất là hướng nha anh. Wow. Và ngay bây giờ sẽ là một manh mối chúng tôi cung cấp cho tất cả quý vị cũng như hội đồng cố vấn về chàng lúa này. Xin mời đoạn clip. Tôi chọn biến thành chàng lúa vì tôi sinh ra ở một trong những vựa lúa lớn màu mỡ. Cũng như bao cây lúa khác, tôi cố gắng rèn luyện bản thân để có thể cho ra những hạt gạo thơm ngon nhất. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sóng gió có lúc mạnh, lúc yếu, nhưng tôi vẫn cương quyết đương đầu. Từ bỏ lớp vỏ cũ, phát lên mình một diện mạo mới, tôi trở thành một trong những giống lúa được nhiều người yêu thích. Và hôm nay, tôi sẽ khiến cho các bạn bất ngờ với màn lột xác hoàn toàn mới của tôi trên sân khấu The Masked Singer. Cùng chờ xem nhé! Và đó là những manh mối đầu tiên của chúng tôi. Mọi người thấy gì?
Tôi thấy trong clip có vẽ. Có dress up lên là có nghĩa là có thay đổi. Sinh ra ở ruộng lúa là miền Tây, dân miền Tây hả? Không, em nghĩ cái từ mà sinh ra ở trong một cái ruộng vườn cái màu mỡ gì một đó. Cái gì đó lúa màu mỡ thì em nghĩ ở đây nó là sự ẩn dụ cho giống như là sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa nghệ thuật. Không, nhiều khi sinh ra trong một nhà giàu. Nhiều lúa. Có lúa có tiền. Đúng rồi. Mà hồi nãy tôi thấy nè, có một cái tay chỉ như là hát như vậy nè. Ai mà trong nghề hát hay biểu đạt gì ạ? À? Này con yêu ơi, con này nhớ anh ba. Có khả năng. Khoan, giờ suy nghĩ nữa nè. Ai trong nghề mà sinh ra là con bọc điều? Hồ Văn Hiếu. Hồ Văn Hiếu giàu không? Không biết. Hồ Văn Hiếu giàu không? Em cũng không biết luôn. Ghiêu Lê. Ghiêu Lê. Đúng rồi. Mình bỏ qua người em mình Ghiêu Lê. Đúng. Trời ơi. Ha, Ghiêu Lê. Nhà bán hủ tiếu gì? Liên Húa. Liên Húa, Lúa Hiến. Thì là có logic gì? Đúng không? Đúng. Chưa nè, có một người có tiền nữa. Quốc Trường. Không, anh Quốc Trường cao hơn anh. Quốc Trường cao đúng nha. Đúng rồi, chị Hằng biết rõ anh Quốc Trường. Ủa? Ủa? Ừ. À quên nữa. Không, nhưng mà Quốc Trường cái bụng không có màu mỡ như vậy. Sao em biết cái bụng của Quốc Trường? Không, thì em... Ai hi hi. Ai hi đồ ngốc. Mũi. Có mũi không? Mũi. Cơ. Người xì liêm. Lượng lượng sống. Lượng sống. Quốc Trường lượng sống không được. Anh ba sẽ không ẹo gì vậy. Kìa. Ê, trời, mày con nữa kìa. Đa dạng quá, đa dạng. Jun Phạm. Jun Phạm hoặc là bắp á. Bắp á. Ủa? Đây là bắp gì? Đứa đứng đây là ai anh chị? Em là Ngô Kiến Quy. Anh dẫn em đi một khoảng xa nha anh chị nha. Quay về. Vũ Quy, bạn nghĩ là ai? Siêu nhân điện lực suy nghĩ có thể đây là Jack chẳng hạn. Có thể. Miền Tây dựa lúa. Jack á lên á là người ta sang vậy nè. Không có Jack nào mà vậy hết trơn á. À, bên này là tự tin lắm, vui tính lắm. Ai trong nghề vui tính tự tin năng lượng? Mà nhà có điều kiện từ xưa bán lúa miền Tây. Là lúa là ở miền Bắc mình cũng có mà chứ đâu phải miền Tây không đâu ta. Ờ ha. Ừ. Nãy giờ sao mọi người quy về miền Tây không nhưng vậy? Nhưng mà nãy là cái bản đồ là miền Tây. Không lẽ anh Bằng Kiều. Mọi người nói là cái anh này sinh động không phải là Jack, nhưng mà cái mục đích của chương trình á là che giấu thân phận của bạn này, cho nên là có thể là bạn này cố tình diễn như vậy để làm cho mình có những cái dòng suy nghĩ ngược lại. Đó không phải là bạn. Đúng, nãy giờ mình phán đoán về tính cách, về dữ liệu của đoạn clip rồi. Ngay bây giờ sẽ là một manh mối nữa. Đó là giọng hát của chàng Lúa. Giọng hát sẽ như thế nào đây? Một bài hát anh ấy chọn cũng liên quan tới lúa luôn. Bài ca cây lúa. Có khả năng. Và bây giờ hãy cùng vỗ tay chào đón màn trình diễn chàng Lúa. Xa quê rồi mới hiểu lòng đau.
sóng thăng, đã bao đời dập mưa dài nắng. Đôi lanh đen thơm thơm ngò như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt ngút dòng phù sa. Đường qua trường khắc có người bạn hoa, tùa nhẹ tùa hiệu ta lư thiền. Về an tâm thăm người bạn thơ mẹ, nghe hát dù kê già điều múa lâm thô. Sắp sơ bái ơ bòn, tô na ơ bòn, tô na ơ bòn. Hội đồng cố vấn, ngay bây giờ trước mặt các bạn đang là những mảnh giấy chúng tôi đã cung cấp từ trước. Hãy lập tức viết tên nghệ sĩ nào mà mọi người đang nghĩ trong đầu vào mảnh giấy đó. Xin mời. Nghe có sự quen thuộc nào đó mà không nhớ ra được ai. Mua quá. Thôi em đoán chắc không đúng đâu. Để cho anh coi đi. Coi xấu hổ lắm. Anh cho em coi trước thôi, đi. Thôi anh cho em nói đi. Không. 5 4 3 2 1 hết thời gian phỏng đoán. Hội đồng cố vấn xin mời hãy bỏ phong bì vào hộp ạ. Bây giờ chúng ta đã coi đoạn clip rồi, đã theo dõi phần trình diễn rồi, cũng được thấy lúa múa rồi. Hội đồng cố vấn, em nghĩ là một người nãy giờ đã có manh mối nhiều nhất, gương mặt tràn đầy hy vọng, đó chính là Tóc Tiên. Đó chính là Tóc Tiên. Tức là những lời nói của em bây giờ là đều có giá trị mừng nhục về sau đúng không anh? Dạ, trước hết cho em gửi lời chào đến chàng lúa. Tại vì em đang không biết là tuổi tác như thế nào, chỉ biết chắc chắn là đàn ông. Ủa? Dạ, dạ hát giọng nam nên khả năng người miền Nam rất là cao. Nhưng mà thực ra em tức lắm nha, khi mà nghe cái giọng, đặc biệt là những cái chữ ngân rung ngân, cuối cùng đúng rồi. Phù sa, nghe nó quen một cách khủng khiếp luôn á. Nhưng em vẫn mãi không nghĩ ra được một cái tên. Thì ở đây trong khi mà em xem cái clip VT của bạn chàng lúa này thì em thấy là có rất là nhiều những con số. Số 17, số 4. Vậy cho em hỏi là 17 với 4 có phải là chàng lúa bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi hay không? 4 ở đây là sau 4 năm làm nghề mình có một cái biến cố nào hay không ạ? Chàng lúa có thể chia sẻ hơn được không ạ? Ai biết, anh tổ chức hình kỳ gì vậy à? Thì em kia không biết, hiểu nữa không? Nhiều khi tôi nãy tôi nhìn cũng đâu hiểu gì đó. Nghệ sĩ bất hợp tác ghê. Không hiểu chừng 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 kia mấy cái để làm gì luôn. Ê khoan xí, mọi người có nghe gì không? Sao sao chị? Em không nghe được gì hết. Em nghĩ là mình có chủ nhân chiếc cúp rồi đó. Thay này đâu phải thay vàng. Chàng lúa nói là chương trình đưa vô vậy đó, chứ có mình nào biết cái gì đâu. À, hay quá, dịch đúng rồi đó. Ở cái câu này nghe được, hay đó, dịch đúng rồi đó. Mấy cái cách nói chuyện này là có khả năng lớn tuổi hơn anh Huy nè. Nói chuyện rất là kiểu là đàn anh luôn á. Không, theo chị nghĩ là dạ, trạc tuổi thì mới dẫn hết kiểu đó. Tại sao các bạn không nghĩ là người ta là một cái người vui tính thôi? Ừ. Không, trong nghề mình ai cũng vui á. Ừ. Chàng lúa cho qua Huy hỏi có phải mới đây chàng lúa mới quay trở lại với ca hát không? À, mới quay tức thì nha. Tuyệt vời. Mới hát tức thì luôn á. Tuyệt vời. Ok, Huy có thể thấy ở đây có rất là nhiều dữ liệu nè, từ miền Tây tới nè. Có phải là từ một nhóm nhạc tới nữa không? Nhóm nhạc? Sao hoang mang vậy? À,
Hồi xưa là có hát chung với cỏ đuôi khùng, quỷ rầy với mấy quỷ đốc bưu. Kết hợp nhau là một nhóm nhạc, hát cũng banh cái rượu luôn á. Rồi nổi tiếng nhất cái rượu luôn á. Trời đất ơi, ông lúa này giấu ghê thiệt. Qua Huy biết chàng lúa là ai rồi nha. Wow, dữ ha. Thấy gương mặt thấy sai sai rồi đó nha. Hả? Em để ý đi, mấy người mà làm giọng nguy hiểm viên lát trọt hết trơn. Đây, nghe tôi phân tách đây. Em sẽ giọng tay lên nghe. Nhân vật này hát bài đầu tiên mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Thì cái bài này là một trong những cái bài không phải ai thích hát cái dòng nhạc này cũng lựa mà hát đâu. Cái âm sắc này rất là thanh, cho nên là chúng ta có thể nghĩ đến những người sau đây. Một là anh Quốc Đại. Anh Quốc Đại bình thường sẽ hát nhạc tình cảm buồn không thôi. Nhưng anh Quốc Đại mà hát nhạc vui thì nó sẽ như thế nào? Đó là option số 1. Option số 2, khả năng này hơi thấp nhưng tôi vẫn nói ra cho mọi người cùng suy đoán. Đó là anh Quang Lê. Hai câu đầu em có nghe là anh Quang Lê, hai dạ, câu đầu tiên. Âm sắc này rất giống Quang Lê, rất là sáng. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào nói dáng người này là của anh Quang Lê của hiện tại. Nhưng tôi làm gì biết là chương trình với Quang Lê có âm mưu gì đó, tập gym xuống cân cấp tốc gì đó, một cái hợp đồng nào đó. Đúng không ạ? Đúng mà, đúng đó. Em có một cái gợi ý nữa là có những nhân vật mascot này là có một cái nịch luôn, là siết người lại. Ê, ở bên nước ngoài nhiều người là mập ra hay là ốm lại đi đóng phim lắm. Dạ, chính xác. Cho nên không loại trừ trường hợp đó. Em hả? Mập lên. Bao nhiêu ký? 10 ký. Để đóng phim Sắc Đẹp Ngàn Cân đúng không? Phụng Gọi Giấc Mơ Về. À, đó, thấy chưa? Sau khi mà sâu chuỗi lại các dữ kiện lại thì thực ra nếu mà nghe kỹ thì đây không phải là sở trường của cái anh này. Anh này anh chỉ đang chọn cái bài hát này để đánh lừa mọi người khán giả thôi. Nhưng mà cái cách nói chuyện của anh nó rất là miền Tây. Có một ông nữa là cái ông mà đóng phim cho anh Hoàng Mập cũng hay hát dòng nhạc này. Đó là ca sĩ Dương Ngọc Thái, là anh gọi đò, cũng nằm trong diện tình nghi đi ha. Nhưng có anh Đông Dương. Đông Dương, Đông ca Dương. Sĩ Đông Dương, ông cũng hát dòng nhạc này luôn, hay đóng phim với anh Hoàng Mập. Đúng rồi, đóng phim nên nãy ra là hình thể đồ nó chỉnh chu, nó quạt tiền các kiểu. Nhưng mà em nghĩ thêm một trường hợp cũng hát thể loại nhạc này á, một hiện tượng mạng luôn á chị Hằng. Hiện tượng mạng Hồ Phi Nam. Cái gì hả? Là ai, là ai? Trời ơi, Hồ Phi Nam là rồi mình tay tay ra để từ hồng mình nói làm đôi. Trời ơi. Không, nhưng mà em nghĩ một cái tên khác là Tài Smile. Ừ, không, cũng có thể, tại vì giọng rất là đúng miệng. Rồi, hay quá Tiên ơi. Trời ơi, tại sao con nghĩ ra người đó? Mà Tài Smile là chơi thân với em luôn. Mà hay giỡn nữa. Đúng, hay giỡn. Hay giỡn cái kiểu mà rất là miền Tây Nam Bộ vậy luôn á. Và một người nữa, ông Tiến Luật. Ông Tiến Luật. Chị, anh ơi. Chị hả? Này đi xa đi, đi xa quá rồi. Xa, xa, xa. Đang thấy bên kia vui quá tưởng. Nãy giờ thấy hội đồng cố vấn của em phân tích, anh thấy như thế nào? Với cái tình hình phân tích rất là sâu sắc như vậy á, hiện tại là cái khả năng đúng á nó rơi vào 0%. Nhiều quá. Ê, quá nhiều luôn. Em thấy là duyên dáng lắm nha. Đúng, đúng á, trên sân khấu rất nhiều nên là ứng biến rất là linh hoạt. Đúng rồi. Ví dụ như người ta giả bộ, người ta nói 20-30 đi thì mình biết là còn nói thiệt. 0% có nghĩa là nói xạo, có nghĩa là trong những cái tên nãy mình kể là có, là có đó. Tâm lý học là đang trêu chọc mình đó. Giờ muốn tâm lý ta hỏi tâm lý luôn. Bài hát được lượt view nhiều nhất của Lúa trên YouTube là bao nhiêu? Ủa, mình có hát không ta? Bài này chưa lên, chưa biết nữa. Để coi bữa nay cái bài này lên bao nhiêu view. Lúa ơi, Lúa đi hát bao nhiêu năm rồi? Thôi này nói thiệt ơi, năn nỉ nói thiệt. Thật ra thì Lúa chỉ sống được có 3 tháng thôi. Nhưng mà nói tính thì năm sao biết nói được. Tức cái cây lúa quá nha. Ê, thông minh quá anh ơi. Sống được tới giờ là cũng hay lắm rồi đó, thành tinh nè. Em có thấy lanh dữ không? Em đang nghĩ tới một bạn. Hồi nãy ở trong cái clip á, là thấy các bạn kia ngồi chấm điểm. Thì em nghĩ Lúa phải xuất thân từ một chương trình thi hát nào đó. Vì sao? Vì... vì có chấm điểm. Sao em phân tích ngang vậy hả? Em muốn nói gì nói à? Có kết bài được không chị? Không, từ từ nha. Em đi về. Không phải em muốn lấy chồng rồi muốn nói gì nói. Ủa, đâu liên quan.
Hồi nãy em coi cái clip, em thấy là có hai bạn bận đồ vét nè, xong ngồi chấm 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 điểm. Thì em nghĩ là bạn này phải xuất thân từ một cuộc thi nào đó, xong rồi đổi đời. Sao em không nghĩ bạn này là một giảng viên? Đúng không? Đúng. Hồi nãy nha, mọi người nghe cái âm thanh rất là vang, rất là sáng. Nếu bạn này đi dạy học thì sao? Đúng. Nhưng manh mối nè, duyên dáng, phản ứng nhanh, chiều cao tầm 1m55 nếu mà theo em tính toán. Phản ứng liền luôn. Nếu mà nói như vậy có Tuấn Dũng luôn. Đó, mình quên mất chàng trai này. Ê các bạn đang quên cái mé diễn viên hài nha. Mé đó là anh Thành rành hơn tụi em. Anh liệt kê vài người có khả năng nha. Quỳnh Lập, Tuấn Dũng, một người mà tôi chưa nghe hát nữa mà tôi nghi là Mạc Văn Khoa. Nhưng mà Mạc Văn Khoa người Bắc anh. Ủa bộ người Bắc không hát giọng nam được hả? Cái này rặt nam lắm á. Ủa sửa được mà, em thấy bao nhiêu người Bắc người ta vẫn hát cải lương đó chứ. Ra là muốn nói giọng nào thì nói đó, cái gì đâu mà. Không, cái đó là Bắc giả rồi. Nãy giờ chúng ta đã đưa trên 30 cái tên rồi quý vị. Rối. Em ơi, lúa gây tranh cãi quá em ơi. Em ơi, ngừng lại đi em, đi xa bờ quá. 30 cái tên, nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn chốt một cái tên mà hiện tại hội đồng cố vấn đang nghĩ xác suất cao nhất. Đầu tiên, top tiên, Tài Smile. Tài Smile, anh Trấn Thành. Lúc đầu tôi rất là tự tin, nhưng bây giờ qua cái sự lanh lợi của bạn này thì tôi cũng hơi lung lay nhẹ. Nhưng giờ tạm thời đi ha, thì tôi đoán là Tuấn Dũng. Tuấn Dũng. Chị Minh Hằng, chị đoán là ai? Thật ra lúc đầu chị khá là tự tin. Nhưng sau khi anh Thành ảnh dẫn dắt chị đi một vòng, cái sự tự tin đó không còn nữa. Và chị có nên nói tên đó ra hay không? Nói đi chị, tụi em ghi nhận. Em hãy tự thú. À, em nghĩ là Thanh Duy Idol. Thanh Duy Idol cũng có khả năng. Chỗ nào em nghĩ ra? Em nghĩ cái chỗ mà đi thi đó. À, tại vì em tinh tế đó anh. Thôi chỉ cứ để chị tự tin nha. Không sao. Chương trình dài. Huawei. Theo như những dữ liệu mà Huawei có được từ cái clip đó là bạn này từ miền Tây nè, bạn này là lúa nè, rồi có cái G5G nè, bạn này trẻ nè, bạn này phải hát một cái dòng nhạc khác với cái phong cách nhạc mà bạn đang sử dụng nè. Trong quá trình bạn đó biểu diễn thì Huy thấy là chương trình đã đưa thêm một cái hint rất là bự tổ chảng ở trên cái màn hình. Đó là có những con đom đóm bay. Thì bây giờ Huy chắc chắn đây là Jack. Wow. Lúa ơi. Em nghĩ là chắc phải là tiền bối em á, lớn hơn em nhiều. Lúa, người nhà gọi về bán lúa rồi. Hợp đồng mới ký 4 tỷ. Về liền lúa ơi. Về bán lúa nha. Về bán lúa. Về bán lúa nha. Bye bye mọi người. Chúc lúa xuất khẩu tốt nha. Đây là lần đầu tiên được lên TV biểu diễn cho mọi người coi. Người quá trời vui luôn. Mấy cô, mấy chú nông dân ở nhà nhớ ủng hộ lúa nha. Anh, ai vậy? Ta không nói đâu. Thôi, nghĩ. Dạ, thưa quý vị. Ăn ăn mà. Ta không nói đâu. Ăn ăn mà một em ơi, em có thể cho mấy người cố vấn ta có tự trọng xíu. Cứ hỏi anh hoài, anh mệt quá mà. Anh bị mệt. Nhưng hỏi. Mà chưa chắc anh Thành đúng mà. Tiên quá lại. Thầy bó. Ừ. Đó. Đâu phải là thấy cái mặt tôi tự tin là tưởng tôi đúng. Một lát nữa tôi nhục tới nơi bây giờ đây. Rồi qua rồi. Đừng đi đâu cả. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Không khí đang nóng dần lên rồi. Bây giờ mình phải đi tắm biển thôi. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi chuẩn bị ống thở, bình oxy để lặn xuống dưới nước gặp gỡ một nàng công chúa. Hãy chào đón công chúa Kim Sa Ngư. Quá đẹp. Wow. 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 Wow.
có cả một bộ cánh riêng để xòe ra. Wow. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với lại thủy cung của Kim Sa Ngư để xem ở đây có những manh mối như thế nào. Tôi là Kim Sa Ngư. Đôi lúc tôi hay quên một cái gì đó, nhưng điều đó không phải vấn đề lớn vì tôi luôn đáng yêu trong mắt mọi người. Ở nơi thủy cung lộng lẫy, mọi người chú ý đến tôi không chỉ nhờ vẻ ngoài ấn tượng mà còn ở giọng hát đặc biệt của mình. Chính vì vậy, tôi thoải mái tẩy cùng trong đại dương bao la rộng lớn cùng với bài đàn của mình. Dẫu vậy, đời không như là mơ, chuyện hợp tan không thể nào lường trước được. Và sau tất cả, chỉ còn những mùi nhớ, thỉnh thoảng tôi chợt nghĩ, đó chưa phải là dấu chấm hết. Tôi hòa mình vào dòng chảy mới để tìm kiếm cho mình thêm nhiều cơ hội. Và tại đây, ngay trên sân khấu này, tôi sẽ khiến cho các bạn đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào của tôi. Đó là những dữ kiện, những manh mối chúng tôi cung cấp. Xin mời hội đồng cố vấn hãy phân tích xem anh Trấn Thành. Cái cách bạn ấy nói chuyện thì tôi hơi thiên về một người đã lâu rồi chúng ta không gặp, đó là Phương Vi. Dạ, cái body đó có thể nha. Tóc tiên, bà nghĩ là ai? Em vẫn đang không hiểu cái dữ liệu 30.000 với cái chữ over. Wow. Over, đúng là rồi, gì? Chính xác. Là cái gì? Cũng có thể là 30.000 là số cassette đầu tiên bạn ấy nhận. Wow. Wow. Đúng rồi. Hoặc là một bữa diễn live show có 30.000 khán giả. Wow. Cái đó, đó luôn. Cái đó chưa, nhà chưa, nha anh chị. Dạ, 30.000 là đông lắm, không tới nổi đâu. Khi mà cái nhân vật Kim Sa Ngư bước ra, Quy cũng có suy nghĩ tới một người. Đó là chị Thủy Tiên. Thủy nước tiên là công chúa. Đúng, đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả khán giả và hội đồng cố vấn một manh mối quan trọng là giọng hát của công chúa Kim Sa Ngư. Xin mời. Nghe bài này hát rất là hay đó. Chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Rồi dại khờ thua ấy khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thương gầy xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dở thơ. Em không muốn nghe. Không có một dữ liệu nữa luôn. Dạ men. Ngày hôm qua em thấy là ai đây, sao anh lại chết lặng như vậy. Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thua
lại đây hơn ngày, dường như em chẳng hay. Nỗi buồn em giấu sâu lấp màn mưa, nụ cười kia biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau? Chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sâu lấp màn mưa, nụ cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau? Ngoài những lời ngon tình quá xa thương, còn nào đêm mấy cũng tan thành mây, dại cờ thua ấy khi đã bàn tay. Hết chi giữ lại đây thân gầy, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sâu lấp bàn bữa, vương cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá xa thương. Wow, đó là Kim Sơn ư. Một nàng công chúa giọng ca quá nội lực. Hãy cho tôi biết cái tên mọi người đang nghĩ ấn tượng đầu tiên đó là ai. Xin mời. Giọng ca này hoang mang quá. Yeah, khó quá. Nào. Rồi chỗ này không có dữ liệu gì hết. Và hết thời gian. Và bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy phân tích bài hát vừa rồi. Xin mời chị Minh Hằng. Sao chị đau đầu vậy Minh Hằng? Chị muốn một lần mình là người tinh tế, nhưng nãy giờ chương trình không bao giờ cho chị có cơ hội đó. Cũng cố gắng phân tích nhưng không phân tích được gì. Sau một thời gian phân tích, Minh Hằng đã mất tích. Yeah. Tiên ơi, phần trình diễn rất là hay với một giọng ca rất là nội lực, nhưng mà nó thực sự gây khó em luôn, tại vì em hoàn toàn là không có một cái gợi ý hay là một cái dẫn dụ gì để mà có thể suy luận ra được. Em chỉ có tạm thời ba cái tên, tại vì cái số 30.000 hồi nãy anh Hoàng xin lộn anh Hoàng kêu anh ở nhà luôn rồi. Anh Hoàng nè quý vị, kêu anh nhà rồi đi làm mà để đi làm ở nhà. Mặt dạ này mặt anh Hoàng nha. À, anh... Từ đây tới hết chương trình kêu anh Hoàng nha. Giận thiệt giận. Hồi nãy anh xin có nói là con số 30.000 là có thể là cái cachet đầu tiên đi diễn. À. Nhưng mà chị có công nhận là nếu mà cachet đầu tiên đi diễn 30.000 là cũng lâu phải lắm là rồi. Lớn hơn tụi chị em mình, nên em có nghĩ tới những chị mà có cái giọng ca như thế này rất là trầm khàn, nghe trong cái không khí này rất là phòng trà. Thứ nhất là chị Khánh Du. Thứ hai là sầu nữ phòng trà Hương Giang. Chị Hương Giang là một người không được khán giả đại chúng biết đến nhiều đâu. Dạ. Hương Giang hát rất là tình cảm, rất là hay, mà chỉ chuyên trì nhạc phòng trà thôi. Chị Khánh Du thì sẽ gầy hơn rất nhiều. À, vậy hả? Và giọng sẽ thanh hơn. À. Mặc dù là cũng là giọng theo kiểu thổ, nhưng mà dạ, chị dạ. Khánh Du hát thoát hơn nhiều. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà nhỏ hơn em thì em có nghĩ thêm một option nữa, đó là bạn Huỳnh Tú. Thấy là từ nãy giờ chị ra mà chị làm thành không còn tự tin. Em đến chương trình này là em chảnh lắm đó thưa chị. Bây giờ trước chị Kim Sơn Hương không chảnh được là mình chưa nghĩ ra gì cả. Thì xét lại ký ức của mình khi nghe nhạc thì cái giọng nữ mà kiểu trầm trầm như thế này mà hát theo kiểu nội lực thì Thành có nốt vào đây hai người. Một là một cái người ở Hà Nội, chị này hát cái bài mà "Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi", chị Phương Anh. Người thứ hai là một người mà quý vị sẽ ồ lên ngay lập tức,
Khánh Ngọc Vầng Trăng Khóc. Ồ. Okay. Sao mỗi lần mà em thấy nhân vật vỗ tay là em cũng lo lo. Hay. Hay không? Ôi, hay. Đúng rồi, cái sự ngúng quẩy này là cũng có thể là chị Khánh Ngọc đó. Đúng. Cái sự ngúng quẩy này. Ồ ha. Nhưng mà tôi chưa chắc. Cái nào tôi chắc thì tôi mới tự tin. Hồi nãy tôi mới tự tin vụ Quang Trung tôi hố hết. Chưa biết được, chưa biết được chưa là biết đúng được là à. Option của anh là đúng sao. Thôi mà công nhận lỗ tai của mọi người nghe rất là tốt nha. Em lại nghe xong em hình tượng ra chị Phương Thanh. Trời à. Không, nhưng hồi nãy em cũng em đúng lúc không? Mà cái gằn giọng cuối bài gằn giọng. Nếu mà Phương Thanh là ngọt ngào đêm mấy con tớ thành mây. Nếu mà là Phương Thanh được. Lò, chị heo. Em thấy mình bây giờ là chỉ có một option riêng. Một cái tên mà thực ra là nó cũng không có phải là mình nghĩ tới nó ngay. Nhưng mà có thể là mình đang tự huyễn hoặc cho bản thân mình là chắc là chị ấy đang tự bẻ lái giọng gì đó để cho mình đừng có nghĩ ra. Who? Giang Hồng Ngọc. Oh. Em nghĩ ra option đó cũng là hay luôn á. Quy ơi, nãy giờ em trầm ngâm quá. Em nghĩ một cái tên nào hiện thị trên đầu em đầu tiên? Với những cái mà thông tin ở trên đó đó thì em có thấy là có chữ Quy đó thì em cũng có nghĩ tới công ty Quy Pro quản lý nghệ sĩ. Thì sau đó nó có chữ Over. Thì vào thời điểm này á là ở đó có ba người, đó là chị Thu Thủy, chị Lương Bích Hữu và Ngô Quỳnh Anh. Và em nghĩ là có thể là Thu Thủy bởi vì kiểu thủy cung rồi thủy nước kiểu kiểu giống như vậy. Nhưng mà sau khi nghe cái giọng á thì ba cái tên này ra khỏi trong đầu em luôn. Mọi người ơi, chúng ta được quyền trò chuyện với lại công chúa. Công mà. Chúa, công đây chúa. Nè, hỏi nè, hỏi liền nè. Bánh bao Kim Sang Ư ơi. Trời, người ta công chúa. Cái mặt cũng tròn tròn cho bánh bao mà kêu bánh bao cho vậy nhớ. Cho Thành hỏi là bà đã hát được bao nhiêu năm rồi? Anh nói bánh bao công chúa giận. Thì giận phải nói cho tôi nghe cái giọng. Ê. Giận tôi nói làm sao nè. Giận. Ủa? Ý. What? Tại sao các bác phải kêu công chúa vậy ta? Sao biết mình có bao nhiêu công chúa? Nghĩ ê, đi. Ê, chết rồi, đúng rồi. Chết rồi. Công chúa ơi, người sao ta có mình chúa mà cứ kêu chỉ Kim có một Sa công chúa thôi. Kim Sa Ngư ơi, có phải sở trường của Kim Sa Ngư là hát nhạc bolero không? Ê, chỗ nữ giới nghè đó. Không kêu công chúa không trả lời. Công chúa vàng tê, vàng tê. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Công chúa Ngư ơi. Công chúa Ngư cho mình hỏi. Công chúa có làm công việc như là livestream hàng ngày không? Dạ lâu lâu cũng có livestream. Bây giờ tất cả mọi dữ kiện bắt đầu có ý nghĩa rồi nè. Và cái giọng hát này bắt đầu là hiểu được rồi nè. Sao giọng công chúa dạo này nhão dữ vậy công chúa? Giận. Cái giận này chỉ có người thôi. Có khi nào công chúa là người nam mà có khả năng hát giọng nữ không ta? Có đang nghi đó. Công chúa có gia đình chưa nè? Có mà chia tay rồi. Nè làm vậy là tôi nghĩ công chúa là công chúa đó nha. Mới quen bạn mới. Ủa công chúa không giấu được gì luôn á. Diễn tả cái người bạn mới đó ra làm sao cho tôi nghe coi. Đẹp trai. Bạn mới đó với lại Ngô Kiến Huy ai đẹp hơn? Ai chà. Ai cũng đẹp hết. Vậy bây giờ nếu đổi ngang Ngô Kiến Huy với bạn đó chịu không? Mỗi người một nét đẹp, quan trọng nhất là hợp với mình. Hoàng tử bắp ơi, nhắm hợp với công chúa Ngư không? Đây là thông tin bảo mật của VIP, chúng tôi không tiện cung cấp ạ. Đi ăn à, phải biết chứ. Chị có thích sưu tập hộp xoàng không? Đúng không? Có. Nhưng mà như vậy nha, cái con số 30.000 này là nó cũng hơi có ý nghĩa rồi đó nha. Nếu như là công chúa là nhân vật công chúa đó thì đúng là Cassidy. Nhưng cũng có thể là con số khán giả trong live show của công chúa. Tại vì thời điểm đó live show của công chúa rất lớn nổ. Cái thời đó có cái sân nào chứa được 30 người không ta? Có anh. 30.000 cái thời đó 30 cái sân nào chứa được 30.000 người? 30 người. Như 30 người, sân này chứa rồi. Thành ơi Thành, nói nghe nè. Sao?
ở nhà mấy con mèo sao rồi? Khỏe, ăn đều, mập lắm. Hôm nay Thành thấy công chúa cá có đẹp không? Xuất sắc, khoái cái mỏ nhọn nhọn đó. Giữa mèo và cá, Thành chọn ai? Giữa mèo và cá, Thành chọn Harry. Người đúng là một người anh từng trải. Điều đó thì ai cũng biết hết rồi. Chỉ có cá muốn hỏi riêng về cá thôi. Mà Thành làm cho cá dừng. Cá nói cho Thành nghe, nếu Thành mà chọn cá thì cá rất là sợ mèo. Thì Thành phải làm gì với bé mèo? Yên tâm, Thành mà đã chọn cá rồi, chuyện đầu tiên là Thành sẽ bỏ cá vô cái chậu. Mèo sẽ không đụng vô cá được đâu, cá yên tâm, chậu bự lắm. Em hết hồn, em tưởng nó bỏ vô cái chảo. Em nghe là bỏ vô cái chảo. Tại sao lại nói như vậy? Trước sau gì cũng vô mà. Em lo cho cá của em. Nè bé Tiên à. Dạ bé Tiên đây ạ. Gia đình hạnh phúc như thế, tại sao bé Tiên tới bây giờ chưa có em bé thế? Ủa chết rồi. Kim dạ. Sang rất là mong điều đó. Và chờ hoài chưa thấy tin gì vui. Trời ơi chết rồi. Trời ơi bé Tiên luôn, là chắc chắn là mình với công chúa đã từng đi hát cùng với nhau trong quá khứ. Mà lúc đó đối với Tiên công chúa là một đàn anh đàn chị. Còn về cái chuyện mà có em bé thì khi nào mà em có tin vui thì em chắc chắn sẽ thông báo và chia sẻ với lại công chúa. Được không ạ? À? Wow. Ê cái nhân vật này gây tranh cãi nha. Và bây giờ thời gian trao đổi đã kết thúc. Hãy cho chúng tôi một cái tên. Tôi thì bây giờ hai cái tên tôi đưa là Khánh Ngọc với lại Phương Anh đã sai rồi. Tôi chưa nghĩ ra option mới, nhưng tôi có hai cái nó nằm trong đầu tôi. Dù là tính cách thôi, chứ còn giọng hát thì không phải của họ. Đó là Cindy Thái Tài. Và nam ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Đúng rồi, Nguyễn Đình Vũ. Nguyễn Đình Vũ nó có thể hát tông nữ được. Đúng rồi. Ây da, khó quá ta. Mà nhúng liên tục vậy luôn. Dạ. Rất là hay nhảy. Và rất hay giỡn. Vì sao mà Thành lại đổi thành chị Cindy Thái Tài là bởi vì chị này nói nửa nam nửa bắc, tại vì chị sống trong đây lâu rồi. À, có chút manh mối về chất giọng. Riêng trong cái trường hợp này là em phải gọi là ăn theo anh Thành thôi. Tại vì em không đủ tự tin trong trường hợp này. Đó là Nguyễn Đình Vũ. Option này quá hay nha. Khai sáng liền, Nguyễn Đình Vũ. Chị Minh Hằng. Bây giờ mà chị ăn theo nữa thì nó kỳ. Nó kỳ. Chứ nãy em kêu công chúa quá mà có hột là ai? Thì em nghĩ là Lâm Khánh Chi. Đúng không chị? Were we? Em cũng nghĩ đó là Cindy Thái Tài. Chốt. Công chúa Kim Sang Ư ơi. Công chúa cảm thấy thời tiết ở nhân gian thế nào? Hơi nóng. Đưa vô chảo. Cho công chúa về với nước đi. Biệt đội áo đen bảo vệ công chúa. Hiện tại Kim Sang Ư vẫn còn đang lưng lưng sung sướng sau màn trình diễn của mình. Đã quá lâu rồi mình chưa có cơ hội trình diễn trên một sân khấu tuyệt vời như thế. Bây giờ thì Kim Sang Ư tạm về lại thủy cung nghỉ dưỡng, chuẩn bị cho vòng thi đấu kế tiếp đây. Khó. Công chúa ca khó luôn. Ca khó. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, chúng ta đã được đi qua đại dương, chúng ta được băng qua những cánh đồng, chúng ta được phiêu lưu trên những hành tinh khác. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi bay lên trời cao để chào đón Lady May. Wow, trời ơi, cái tướng đi thích quá. Wow.
Đẹp quá. Wow. Ôi. Quá lộng lẫy. Ôi, cái thần thái này nó đích chỉ lắm đó nha. Mascot đẹp quá. Quá đẹp. Xuất sắc luôn. Ai làm này đẹp dữ dê bắp. Đó là phù thủy của làng thiết kế thời trang Việt Nam, Ngô Mạnh Đông Đông. Đẹp quá, đẹp. Đẹp quá. Xuất sắc, vỗ tay. Bắp, em có thể kết nối anh với Đông Đông để có thể may cho anh một bộ đồ cho đêm gala trao giải của Masked Singer được không? Anh muốn hóa thân thành ai? Muốn cho gì cho? Đuông dừa. Đuông dừa. Yeah. Hay nha. Hợp lý nha. Bộ đồ nó chắc khó di chuyển dữ. Không lẽ giờ tôi lăn ra trời. Để nằm trên một dĩa nước mắm tôi chuẩn bị sẵn. Như chứ thì nghệ sĩ Trấn Thành bún củi 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 rớt cái bẹp trong tô nước mắm. Trời ơi. Không được. Wow. May đẹp quá May ơi. Mà em chia sẻ luôn là bộ trang phục này là đính bằng tay hết tất cả mọi thứ luôn, từng chi tiết một. Bây giờ xin mời hội đồng cố vấn và khán giả hãy cùng chúng tôi lên những tầng mây để lục manh mối của Lady May là gì. Xin mời. Bung mây ra. Chào mừng bạn đến với vương quốc trên mây của tôi. Nhớ đem theo dù khi tới đây nhé. Tôi là Lady May. Người ta thường nghĩ về tôi là một quý cô bay bổng và nhẹ nhàng. Nhưng tôi không chỉ có vậy. Mỗi khi tôi xuất hiện, mọi người đều chú ý đến tôi vì tôi luôn đem tới cho họ những cảm xúc bất ngờ. Đôi lúc nhẹ nhàng cùng ánh nắng, có khi là giận hờn cùng với những cơn mưa. Việc làm tâm điểm thực sự rất tuyệt. Nhưng đi cùng với nó là rất nhiều áp lực. Tôi mất dần nhiệt huyết, rơi vào màn đêm u tối. Tôi được tìm đến một vùng trời mới. Tôi thực hiện ước mơ và chữa lành vết thương lòng. Cuối cùng, tôi được mọi người đón nhận chỉ trong một đêm duy nhất. Và đêm nay, tất cả những gì tôi muốn làm là thống trị sân khấu của đoàn Masked Singer Việt Nam. I will always love you. Oh my god, nhiều dữ liệu, nhiều dữ liệu quá nha. Top 1 nè. Chúng ta vừa bung rất nhiều đám mây. Mà bây giờ dữ liệu mà hội đồng cố vấn nhận được là gì ạ? Xin mời Chiến Thành. Mây này mây miền Bắc nha. Mây Vịnh Bắc Bộ. Mây Vịnh Bắc Bộ. Mây này nói rằng là mây đã từng bị lose hope, đúng không? Để mây đi tới một cái chân trời mới. Có nghĩa là đôi khi là một cái việc thay đổi dòng nhạc. Để back on top, lên top 1. Thì tôi nghĩ đến một trường hợp, đó là Dương Hoàng Yến. Sau khi bạn ấy chuyển sang hát nhạc phim, cụ thể là bạn ấy lồng tiếng cho Elsa, thì lúc đó tên tuổi bạn ấy thay đổi nhiều. Dương Hoàng Yến. Còn tiên dữ liệu mà tiên nhận được là gì? Dữ liệu nhiều quá, em còn không ghi lại kịp luôn á. Có tên bài hát luôn á. I Will Always Love You này. I Will Always Love You cũng là dòng nhạc diva. Dạ đúng rồi. Dương Hoàng Yến cũng có thể hát. Cũng có thể là một cái bài đó bạn ấy dự thi trong một cuộc thi nào đó chẳng hạn. I Will Always Love You. Hương Tràm. Wow. Nếu mà chương trình mời Hương Tràm về đây là oh my god luôn á nha. Ê, nữ da gà nha. Oh. Hồi nãy nhảy nhiều dữ liệu lắm. Oh my god. Nếu mà là Hương Tràm tôi xỉu nha. Còn dữ liệu gì nữa? Nó có cái số 14 tháng 2 nữa nè. Xong rồi có cái hộp hũ mật ong ghi chữ Honey nè. Xong rồi có chữ V nữa, tức là em chữ V là chữ được tập trung nhiều nhất. Cái vé máy bay economy gì nữa? Ừ, cái vé máy bay gì nữa em cũng ừ, Hương Tràm cũng đi. Hương Tràm đi bay, Mỹ. Vé máy bay đi về. Đi về. Đó. Đi về hả? Chị có thấy được điểm đến điểm chị em không kịp. Chị nhìn thấy cái vé máy bay thôi, economy thôi nhưng mà không chữ thấy v. được là chữ V. Là victory. Có gợi nhớ đến hình ảnh gì không ạ? Đó là chương trình The Voice. Trời ơi, Quy ơi, anh cảm ơn em vì được Quy ơi. Rồi, đó là phỏng đoán ban đầu qua dữ liệu chúng tôi cung cấp qua đặt clip. Và bây giờ là phần trình diễn của Lady May. Yeah. Wow. Trời ơi. Chẳng trời ơi, quá. Khóa cái hết.
for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Mọi người không phải, tại vì em biết rõ luôn, em kể cho anh Thành nghe luôn mà anh Thành không có chỉ. Và chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng quốc tế VIP để bảo mật những bức thư này. Ủa sao anh viết lại vậy? Không có, không có viết lại. Tôi xin mở ngoặc thêm một option. Dĩ nhiên cái option đó là không được tính, tại vì option 2 mà. Nhưng mà có thì có nghĩa là cho mọi người hiểu là tôi có nghĩ đến người đó, vậy thôi. Hai giọng ca nội lực trong một con người. Ủa dĩ nhiên. Wow, May ơi, tại sao May lại chọn hình ảnh là May khi đến với The Masked Singer? Bởi vì May là May mà, May thích bay đi đâu thì May bay thôi. Đi chỗ này chỗ kia cái gì hay thì mình đến. Này giọng nam nè, tại biết sao không? Mỗi lần em nói giọng Bắc á là em bị nghẹt ở cái dấu hỏi dấu ngã. À. Em không có được chữ chỗ.
nó bị khựng lại thì đây là chỗ này, chỗ này. Cái chỗ này. Đấy không, chỗ này là giọng nam mà đang cố gắng nói giọng Bắc nè. Lừa gạt đến mấy cũng tan thành mây. Ủa? Ủa? Em chưa hề lừa gạt ai luôn. Cái tướng đá chân thích của nhà. Bây giờ nè, tôi mới nói thế này. Bé ơi, nhiều khi cái của anh với em nghĩ chưa chắc đúng đâu. Tức quá, từ nay em bỏ đi nha. Tức quá luôn á. Em đừng có giận anh làm gì. Trời đất ơi, em tin tưởng anh Thành. Em hỏi Thành, em không có nhớ tên, anh nhớ không? Ừ đúng rồi, em cái hỏi Thành cho em cái tên. Nhìn em cười. I know. Đúng không? Anh có. Nó không share cái tên đó cho em luôn. Em không ngờ luôn á. The Mask Singer là gì? Ca sĩ mặt nạ, anh lật mặt nạ với em đó, em nghĩ sao rồi, vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em có ghi nè, tên bạn này có hai chữ thì em có ghi chữ thứ hai, sao em còn ghi thêm cái gì khoan, tên bạn ấy hai chữ hả? Dạ. Em ơi, vậy là cái người của em và cái người của anh nghĩ là hai người khác nhau. Vậy sao lại gật gật chi vậy chứ? Không có anh gật gật, anh tưởng là em nghĩ giống anh nhưng thật ra là em nghĩ khác anh nha. Người anh nghĩ tới ba chữ lần nha thưa em. Rồi. Nè, giải khỏi cách nha. Chị Sáu ơi. Cái người chị Sáu là người khác, chị Sáu ơi, đừng khỏi trách tôi nha. Cái người tôi viết trong này tới ba chữ lận. Ủa vậy hả? Là hai đứa tưởng nghĩ cùng một người nhưng tập nha. Hoàn toàn sai. Không liên quan, ok. Rồi, bây giờ nói nè. Cái trường hợp này gây tranh cãi lắm. Ồ. Trẻ trẻ, giọng này không thể là giọng của mấy chị được. Nếu mà mọi người hát cái bài này mà nghĩ ngay chị Thu Minh là trật nha. Em có ghi chữ chị Thu Minh trên này. Trời ơi, anh xin đọc chúng suy nghĩ của Quỳ. Ồ, sao anh đọc chúng vậy? Bởi vậy tôi muốn nghe Quỳ nói trước. Ủa, mình hỏi trước đi được không? Được. Quy hỏi đi. Lady May ơi, có phải Lady May đã từng quyết định học ở nước ngoài không? May hả? May tùm lum, May không nhớ. Không nhớ có nghĩa là không phủ định. Dạ. May không biết nha. May có phải là một người đạt được một thành tích to lớn trong một cuộc thi nào đó, kiểu như dễ nhất hay là quán quân chẳng hạn? Mấy quán quá nhiều quá, sao mày không nhớ luôn? À, phủ định thêm một phát nữa. Mày đến thì mày đi, sao mày nhớ được? Quy ơi, thì nói đại cái tên đi cưng. Em đừng có giả bộ nói xong rồi em không có trách nhiệm. Anh Thành, có khi nào chỉ là một cái tên Thu Minh là dính luôn, không có tên thứ hai không? Anh đang lo. Chắc đó. Vậy đó. Nên em né. Nè nè, à, thấy không? Ghi nguyên chữ Thu Minh luôn nè mọi người. Chỉ một cái tên duy nhất thôi anh Thành à, không có lựa chọn thứ hai. Còn chị Heo thì sao? Chị là thơ thẩn nữa rồi. Xì tai của chị với là Quy Quy giống nhau nha. Ủa? Chứ cái tai nào là dính luôn đó nha. Có thể cho chị nói cuối được không? Dạ được. Chị có thể tham khảo những manh mối từ những người bên cạnh. Thương. Hèn á. Nhưng mà rất là thành thật. Thương chị em khách mời. Được, tiền nói. Ủa? Nãy giờ đánh trúng lãng quá trời. Đừng có xạo. Đúng rồi, em sẽ không xạo đâu, em sẽ lật bài ngửa với anh. Hóa ra là cái người em nghĩ với người anh nghĩ khác nhau. Khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Ok, em công nhận. Nhưng mà em đã kịp ghi một chữ trong tên bạn này. Em nhớ được cái giải thưởng cao nhất mà bạn này từng đạt được. Là em có ghi thêm cái giải thưởng đó kế bên luôn. Đó là? Bạn này đạt giải quán quân của một cuộc thi. Ờ hả, thì sao? Thôi nhưng mà giờ hỏi trước đi đã. May ơi, May vừa mới đáp về Việt Nam đúng không? Em bay lung tung, em đáp hoài luôn. Đừng bay nữa, mới về Việt Nam đúng không? Thì hiện tại em đang ở Việt Nam mà. Hiện tại em đang ở Việt Nam á. Hiện tại May đang ở đây. Đang mùa mưa đó mọi người ơi. Anh chị đừng ép em buồn là mưa tiếp luôn. Đừng có hỏi người ta ở đâu nữa. May buồn, May trúc cơn mưa. Bà May này nè, bà tăng động, bà không đứng yên một chỗ được. Hồi nãy giờ bà cứ nhúc nha, nhúc nhích. Bà rất là xì tin dâu. Coi chừng mặc bộ đồ đó bị ngứa. Ok, May cho mình hỏi, May đang sống ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Dạ đang ở Sài Gòn à. Sinh sống mà, không phải đang ở đâu bà, sinh sống mà. Em sinh sống trẻ. Em sinh sống trẻ. Chết chưa? Tại mình là May, em mới chén. Thăng động dễ sợ. Đồng nam chắc luôn. Vậy cho hỏi, May có con chưa? Dạ, cái này thì thành thật là chưa. Ủa sao anh nghĩ option nào có con thành vậy? Thành thật thì chưa. Sao hơi khựng khựng vậy? Dạ thì là chưa. Hai lần quả quyết. Hi hi. À May mới cừ á hả? Hi hi. À cừ khinh tôi được không? Dạ không phải.
Trấn Thành là thần tượng của em. Không gửi khinh anh đâu ạ. Rất mong chờ được gặp anh Trấn Thành ạ. Ồ, cảm ơn May. Như vậy May là May 9X. Hồi nãy May đã thành thật với anh Trấn Thành là chưa có con. Bây giờ May thành thật tiếp với lại Tóc Tiên nha. Dạ, cái này em không nhớ ạ. Ủa vậy khỏi muốn hỏi. Ủa Tiên, anh Thành là thần tượng thì người ta thành thật. Ủa? May vui thì May thật, May không vui, May mưa. Tại vì thực ra là Tiên chưa có tiếp xúc với May bao giờ, cho nên là không biết được cái sự nhí nhảnh này của May là nó có thật sự là cái con người thật của May không, nên Tiên chưa dám chắc. Nên bây giờ cô hỏi, bây giờ thành thật nha, nể mặt nhau rồi trả lời. Nể nha. Tiên, hỏi không quạo. Bé khờ dễ sợ, nói vậy rồi lát nữa nó không thật, có như là nó không nể mặt em rồi. Là nhục mặt rồi, đưa cái kèo khó không à. Nó hỏi đại đi. May ơi, nếu như May đúng là cái người mà Tiên suy đoán thì có phải May từng tham gia một cuộc thi ca hát rất là lớn trong nước hay không? Từ lúc em 5 tuổi là em đã thích hát rồi và em cứ thi thôi. Anh biết người Tiên nghĩ là ai rồi. Cái cách nghĩ của Tóc Tiên cũng có xác suất đúng rất cao đấy. Riêng anh thì anh có rất là nhiều option trong đầu hiện nay. Ok, để một bạn nữ trẻ mà hát được lên cái quãng giọng của Celine Dion ở cái bài này thì ở Việt Nam chúng ta hãy liệt kê ra nào. Hương Tràm. Hương Tràm. Võ Hà Trâm. Đúng rồi. Dương Hoàng Yến. Vũ Thảo My không anh? Cũng là một option. Nhật Thủy. Nhật Thủy. Đúng rồi. Người tiếp theo nữa là cái người mà tôi đã ghi trong tờ giấy. Có nên nói không Tiên nhỉ? Nói luôn đi. Tại vì giờ một trong hai mình phải nói. Người tiếp theo nữa mà nằm trong tờ giấy của tôi là Lâm Bảo Ngọc. Ồ đúng rồi, bạn này có một quãng giọng kinh khủng lắm luôn á. Xin lỗi anh Thành một tí xíu. May hình như muốn bay đi, em phải cố định May một tí xíu. Bà lắc quá. Ừ, bà lắc quá. Bà lắc liên tục. Không, đúng lắm, Lâm Bảo Ngọc cũng là một cái tên rất là tiềm năng cho bạn May này. Nhiều quá, nhiều cái tên quá. Dạ, mà cái giọng nãy na ná không đó. Trong cái khung hình đó đó. Cái lý do mà em rất là củng cố cho cái đáp án của em trong cái tờ giấy đó là bởi vì lúc mà đi ra ngoài, cái cách bạn ấy thể hiện hất tay, hất váy, nó mang một cái gì nó rất là American. Tay. Maybe Tiên đúng. Đó là những cái tên đã được liệt kê rồi. Và nãy giờ thì May cũng muốn bay về trời. Nên vì vậy chúng tôi sẽ dành thời gian này để cho hội đồng cố vấn chỉ ra một cái tên hoặc là hai cái tên nếu có nhiều lựa chọn. Đầu tiên xin mời Wowy. Ban đầu em nghĩ có thể là chị Thu Minh, nhưng mà sau khi tổng hợp tất cả những cái dữ liệu ở trên đó mà mình thấy được, cộng thêm cái hình tượng ở đây mây mưa, thì em cũng có suy nghĩ tới Hương Tràm. Hương Tràm. Còn chị Minh Hằng? Chị viết vào trong giấy thì chị viết Hương Tràm, nhưng mà bây giờ thì có thêm option là Vũ Thảo My và Hoàng Minh Di. Cũng rất là có thể luôn á, bạn My cũng giọng rất là nội lực luôn, cũng là quán quân nữa. Bây giờ trong cái playlist mà anh đưa ra nè anh Thành, anh chọn xác suất phần trăm cao nhất là ai? Lâm Bảo Ngọc. Lâm Bảo Ngọc, chốt. Và bây giờ chúng ta sẽ nhờ biệt đội áo đen cool ngầu ra hộ tống May về trời. Nào, biệt đội áo đen nhốt lại. Mọi người có thích bài hát của Lady May không? Nếu thích thì phải làm gì nhỉ? Đó là hãy bình chọn thật nhiều cho Lady May nhé. May yêu mọi người. Vừa rồi là màn chào sân của năm nhân vật trong ngày hôm nay. Rất rối não. Và bây giờ Lúc xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi đến một phần vô cùng quan trọng. Đó chính là nghỉ giải lao trong ít phút. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện trở lại của năm nhân vật trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên, Trang Lúa. Miêu Quý Tộc. Phi Hành Gia Heo. Kim Sa Ngư. Và cuối cùng, Lady May.
Và chúng tôi sẽ phổ biến hình thức bình chọn như sau. Đó chính là chúng tôi sẽ thống kê phần trăm bình chọn của hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay để ra con số cuối cùng. Nhưng hãy nhớ đây chỉ mới là lượt đầu tiên của vòng này mà thôi. Chúng ta vẫn còn một lượt nữa. Sau đó chúng tôi sẽ tổng kết phần trăm của hai lượt thi và chọn ra ai sẽ là người phải lộ diện với chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi sẽ muốn lắng nghe cảm nhận của hội đồng cố vấn về buổi tối ngày hôm nay. Chị Minh Hằng, chị thấy như thế nào ạ? Ngày hôm nay thì thật sự là mình cảm thấy bất lực. Tại vì mình thường mình nói là mình đi làm giám khảo hay mình ngồi ở vị trí nào đó thì mình ít nhất là mình cũng nói mình biết cái này, mình biết cái kia, vô chương trình này không biết gì hết. Nhưng mà nói chung là mình cảm thấy là chương trình rất là thú vị. Tại vì rất là khó đoán, như vậy mới vui. Nó mới kích thích cái sự tưởng tượng của mình. Và các anh chị đồng nghiệp và các bạn của mình thì quá là tuyệt vời. Cảm ơn chị Minh Hằng ạ. Và bây giờ xin mời cảm nhận của anh Trấn Thành. Một lần nữa xin được cảm ơn Matt Singer đã mời Trấn Thành tham gia chương trình. Bởi vì tôi ngồi đây tôi rất là vinh dự thật sự. Nghe đồng nghiệp mình hát không phải là một việc mà tôi mới làm, nhưng mà nghe đồng nghiệp mình hát với định dạng là những nhân vật khác, đó là cái điều không phải lúc nào chúng ta cũng được chứng kiến bằng một cách đẹp đẽ và hay ho và chỉnh chu nhất như thế. Đây là những nhân vật mới, họ mang sứ mệnh là làm cho khán giả yêu thương cái nhân vật của mình. Sau đó tất cả những gì còn lại là họ chỉ phải tập trung vào đúng cái vũ khí duy nhất của những người ca sĩ này, đó là cái giọng hát của họ. Và The Masked Singer với tất cả những sự dàn dựng tốt nhất từ âm thanh, ánh sáng, đạo diễn, những con mascot rất là đẹp và ban nhạc Hoài Sa, nhóm bè Cadillac, tôi không biết phải cảm ơn như thế nào để cho mọi người hiểu được là cái cảm giác ngồi ở cái khán phòng này được nghe live nó rất là sung sướng thật sự. Và cảm ơn tất cả những ca sĩ này. Tôi biết các bạn là những người ít nhiều gì cũng là những người đã đi diễn, có một cái vị trí nhất định trong nghề nghiệp của mình, mà các bạn cũng đến đây để tham gia một chương trình như vậy. Mọi người rất là tự do trong cảm xúc của mình, mọi người không bị rào cản về fame hay là về thành tích gì cả. Mọi người đến đây là chỉ để enjoy the show. Và dù cho các bạn đi được bao xa ở chương trình thì đôi khi nó không phụ thuộc vào việc mình hát tốt hay là không. Đôi khi nó phụ thuộc vào cái việc mình chọn bài, những cái bài nó không thuộc sở trường của mình, hoặc là cái nhân vật của những cái người khác họ làm funny hơn mình, ví dụ vậy thôi. Chứ còn thật sự ra thì mọi người đã làm rất là tốt rồi. Cảm ơn rất là nhiều về sự có mặt của mọi người. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Trấn Thành. Và bây giờ xin mời Tóc Tiên ạ. Em muốn gửi cái lời cảm ơn đến các anh chị em đồng nghiệp đang có mặt ở đây. Bởi vì đứng ở đây đã là một chiến thắng gì đó rất là lớn lao rồi. Và riêng đối với những người ở ban cố vấn hay là khán giả thì là một vinh dự khi được nghe các bạn hát. Đó là điều duy nhất mà Tiên muốn nói. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đây là một chương trình đầu tư về hình ảnh hết sức chu đáo, công phu. Và em có thể cảm nhận được cái đam mê ca hát, cái khát vọng vươn tới gần khán giả hơn bằng cái giọng ca của mình. Mọi người không ngại những cái rào cản như là nóng nực, hình ảnh, sở trường, sở đoản. Mọi người vượt qua hết và làm cho em rất là thán phục những cái gì mà mình đang được chứng kiến ở đây. Và không có một từ nào để nói, rất là tuyệt vời, em nổ não. Cảm ơn Uyên. Và đúng là như vậy thưa quý vị, 15 nhân vật của chúng tôi đều ẩn chứa hai vẻ đẹp. Vẻ đẹp của giọng hát và vẻ đẹp của bộ trang phục vô cùng đặc biệt và ấn tượng. Và ngày hôm nay sẽ là lượt bình chọn đầu tiên của vòng này. Xin mời hội đồng cố vấn hãy bình chọn cho tiết mục mình yêu thích nhất. Xin mời. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian bình chọn. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ xin mời 99 khán giả tại trường quay. Thời gian bình chọn của các bạn bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1 và hết thời gian. Nào, đây là lúc chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để lắng nghe kết quả. Sao quá, trời ơi. Và hiện tại là Huy đang cầm kết quả phần trăm bình chọn của hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay. Wow! Người đầu tiên nhận được phần trăm bình chọn là 54.36%, đã thuộc về ai ạ?
Chính xác, Lady May. Wow. Áp đảo. Ở vị trí thứ hai với 18.45%. Xin được chúc mừng. Miu Quý Tộc. Xin chúc mừng ạ. Người ở vị trí thứ ba với 11.65%. Đó chính là hai món tôi cũng rất thích. Phi Hành Gia Hê. Và tiếp theo, vị trí thứ tư, 8.74%. Đó chính là Trang Lúa. Và như vậy, lượt bình chọn là 6.8%, thuộc về Kim Sang Ngư. Một lần nữa xin được chúc mừng Lady May đang là người giữ vị trí top đầu. Và quý vị lưu ý, đây không phải là kết quả cuối cùng của chúng ta. Vẫn còn một lượt thi nữa. Và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra vào lượt thi kế tiếp. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép được khép lại The Mask Singer tại đây. Chương trình The Mask Singer Việt Nam được thực hiện bởi Vion và VChannel thuộc Đức Việt VAC Group Holding, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, VChannel và V Giải Trí. Quý vị có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Hoặc có thể phiêu theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sáng khoái Pepsi, vung cùng nhạc chất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Tuần sau, hãy cùng chờ đợi màn chào sân đến từ các ứng cử viên của bản B. Ocean, Máu Mắt Biết, Hương Thần, Chip Chip Pink, Phan Phan Lớp. Họ sẽ làm bùng nổ sân khấu hơn bao giờ hết. Và khi hội đồng cố vấn cười nghiêng ngả. Phải anh và em đã gặp nhau gần đây không? Nhìn không biết nữa. Em không trả lời thiệt là chị bứt tóc em liền luôn. Chị bứt tóc em liền luôn. Trời ơi, sao ngồi đi dữ vậy? O Sen có gia đình chưa ạ? Thì theo anh chị, 30 mấy tuổi có gia đình chưa? Chàng trai đang rất giống con hươu. Đằng nào mới cuốn xe thuộc về em. Anh giật giật em cũng bình bình trong này rồi. Ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn dành cho 5 nghệ sĩ sẽ là ai? Hey, ghét cửa. Ôi ý cái tay người ta anh. Hãy cùng đón xem tập 2 Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 VChannel.